Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 19h45 phút. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trang Bubi gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân. Và sau khi mà chúng ta được gặp gỡ, được làm quen với anh chàng tên là Phong, một người luôn luôn giang tay giúp đỡ cô gái tiên linh trong quá trình 3 năm bên đất nước xa lạ. Vậy thì ngày hôm nay chuyện gì lại tiếp tục đến với mẹ con của Linh khi mà cô có một quyết định mà khiến chúng ta phải bất ngờ, bỡ ngỡ. Đó là quyết định gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, vẫn như thường lệ, hy vọng quý vị luôn luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới quay lưng Tôi bất ngờ nhìn thấy Hoàng lù lù ngay trước mắt mình Tôi kinh ngạc đến ngây người Nhất thời chưa biết mở miệng ra sao Thì anh lên tiếng trước Sao vậy? Cô làm như không quen biết tôi sao? Tôi nhìn anh ta Giả như tôi ước rằng Mình đừng quen biết người đàn ông này Thì tốt biết mấy Mong ước duy nhất của tôi Chính là đừng bao giờ quen anh Bình thường khi nghe tôi nói như vậy, với tính cách khi xưa của Hoàng, anh nhất định cau mày khó chịu, sau đó nổi cáu với tôi. Nhưng bây giờ chắc chắn thân phận của chúng tôi đã khác, nên anh chỉ có thể nói với tôi. Lâu rồi không gặp. Đâu, chúng ta mới gặp nhau cách đây một tiếng trước mà. Hoàng nhìn tôi nhất thời cứng họng. Đến giờ phút này đến nhìn mặt anh, tôi còn không muốn nói gì đến việc đứng đây cùng anh tranh cãi, mấy câu chuyện vớ vẩn sau đó tôi bình thản lướt qua anh bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu tại sao phút giây ấy tôi lại mạnh mẽ như vậy hay là nỗi đau anh gây ra cho tôi quá lớn khiến trái tim của tôi bị phá hủy tôi vừa bước được ba bước thì hoàng lại lên tiếng phía sau lưng tôi cô có vẻ càng ngày càng biết cách khiến người khác cứng họng rồi nhỉ anh quá khen ba năm qua Cô hạnh phúc chứ? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của Hoàng lại như một vết dao khoét sâu vào vết thương đã cũ của tôi, khiến cho nó một lần nữa dì máu. Hạnh phúc sao? Tất nhiên là tôi phải hạnh phúc rồi. Hạnh phúc bên chàng trai bé nhỏ của tôi. Từ ngày có con, mọi thứ không còn quan trọng. Con chính là điều duy nhất khiến cho tôi hạnh phúc. Nhưng tôi làm sao có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này cho Hoàng biết càng không bao giờ muốn anh ta biết về sự tồn tại của đứa con này nhiều lần con hỏi tôi bố là gì nghĩ lại lúc đấy tôi đau lòng biết mấy bởi vì bố chính là người không cần đến sự tồn tại của con không phải tôi ích kỷ không muốn con mình được nhận bố chẳng qua hết thầy những chuyện đều là do hoàng làm đều là do anh ta dồn tôi vào đường cùng cuối cùng tôi chỉ có thể nén cơn đau vào trong bình tĩnh đáp lại một câu trước khi rời đi chỉ cần không phải sống cùng anh thì đối với tôi ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc nói xong không nhanh một bước không chậm một bước tôi đi thẳng vào bên trong nhà hàng tôi vui vẻ cười nói với hai người đàn ông trên bàn rượu các anh chờ em có lâu không ạ không lâu người đẹp mời cô ngồi xuống bạn anh vừa mới đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại anh mời người đẹp một ly có được không Tôi cười rất tươi và gật đầu, sau đó chủ động nâng ly rượu lên, cạn ly với vị đối tác kia. Khi chúng tôi còn đang hăng say nói chuyện, thì điện thoại anh ta vang lên tin nhắn. Sau đó anh ta nói với tôi và Phong. Bạn tôi có việc gấp phải rời đi trước rồi, chúng ta cứ tiếp tục dùng bữa, cậu ấy chắc là không quay lại đâu. Nghe như vậy trái tim tôi cảm thấy hững đi một nhịp. Tại sao thế này? Lẽ nào tôi đang còn chút quyến luyến hoàng sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người tôi dùng mình lên một cái. Mọi dòng máu trong người tôi dồn về tim để bảo vệ quả tim đã bị anh làm tổn thương đến mức không bao giờ hồi phục được như cũ. Phòng lúc này lên tiếng. Nghe có vẻ xếp hoàng rất quen với bên này anh nhỉ? Vâng, ngoài tôi ra thì cậu ấy còn có rất nhiều người bạn bên này. Nhưng ngày trước số lần cậu ấy đến Thụy Điển, chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Vậy mà ba năm nay Cậu ấy đến rất nhiều. Nhiều đến mức tôi còn tưởng cậu ta đi tìm báu vật ngàn năm ở bên này cơ đấy. Nói xong anh ta và Phong cười lớn. Còn tôi cố gắng lắm mới nở một nụ cười gượng gạo. Buổi tối, 8 giờ hơn mới kết thúc bữa ăn. Phong lái xe đưa tôi về nhà. Là 9 giờ tối. Lúc tôi về thì Hiếu ngủ say. Cái An mới hỏi tôi. Về rồi đấy à? Thằng bé, ngủ được một lúc rồi đấy. Thế Thằng bé có hỏi mẹ đâu không? Tất nhiên là có rồi. Tao bảo mẹ Linh tối nay phải tăng ca ở công ty, nên là về muộn. Thằng bé nghe xong ấy chỉ có dạ vâng thôi. Ngoan ngoãn lắm, ăn hết cả một bát cơm đấy. Uống sữa rồi, đánh răng lên giường đi ngủ ngay. Eo ơi thề, mày đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo thật đấy. Vừa ngoan vừa thông minh, lại còn đẹp dai chứ. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc gật đầu. Thằng bé luôn là niềm tự hào của tôi, là một đặc ân lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi này tao tao vừa gặp bố của hiếu mày gặp ai lão hoàng á à? ừ nhưng tại sao lại gặp ông ấy đây đâu phải là việt nam mày mày nói thật đi à thì đúng là trái đất này tròn thật tao cũng không ngờ lại gặp nhau trên mảnh đất xa xôi này ông hoàng là bạn của vị đối tác mà ngày hôm nay công ty mình cần ký hợp đồng trùng hợp là ngày hôm nay anh ta từ việt nam sang vị đối tác kia phải đi đón anh ta nên chắc tiện đường đi cùng đến chỗ ký hợp đồng luôn thế rồi bọn mày gặp nhau à ừ trời đất ơi mày với ông hoàng duyên nợ quá trốn sang đây rồi mà còn có thể gặp lại nhau có khi nào là tín hiệu gì đấy vũ trụ người ta gửi đến không nhỉ mày đừng tào lao nữa bọn tao kết thúc rồi tín hiệu vũ trụ cái gì thế cảm xúc ba năm gặp lại nhau như thế nào mày kể tao nghe thực ra trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc những thứ cảm xúc thống trị trong con tim tôi bây giờ chính là nỗi uất nghẹn là nỗi hận sau những triền miên đau đớn mà tôi phải trải qua tao thấy mình còn hận ông ấy nhiều lắm tao không thể giả vờ như không có chuyện gì được mày à sau một chuỗi tổn thương đó làm sao có thể vờ như không quen biết được nhưng mà mày có biết đằng sau chữ hận đấy là chữ gì không sau chữ hận chính là chữ yêu mày ạ à. càng hận nhiều thì lại càng yêu nhiều chỉ khi nào mày đạt cảnh giới dừng dưng ấy thì lúc đó mày mới hết yêu lời của cái an nói không phải là không đúng tôi biết rất rõ chính vì còn yêu anh nên tôi mới hận anh như vậy có điều dù biết rõ nhưng tôi luôn muốn phủ nhận, xấu nhẹm nó đi. Tôi chuyển hướng câu chuyện. Thôi, tao đi tắm đây. Này uống ít rượu vang, bây giờ đầu óc cứ ong ong ấy. Ừ, tắm nước ấm cho thoải mái. Sau khi thay đồ xong lên giường tôi nằm ôm con. Tối nay ngắm nhìn con thôi, tự nhiên nước mắt cứ ẩn ẩc chảy. Giống như cảm xúc của tôi bị kìm nén Bây giờ mới vỡ òa. Tôi không còn giữ được Tôi khóc Bao nhiêu lâu rồi, kể từ ngày sinh con, tôi luôn gồng mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân và không cho phép mình khóc. Thế nhưng giờ đây, chỉ sau một cuộc đối diện ngắn ngủi với bố của con trai mình, tôi lại không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Tôi nhìn con, nhìn khuôn mặt giống bố như tạc, mà lòng đau quặn thắt. Đã mong cả đời này đừng gặp, vậy mà cuối cùng không tránh khỏi hai chữ tình cờ. Đêm đó là một đêm mà sau rất nhiều đêm tôi mới bị mất ngủ. Sáng hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Hiếu cười tươi với mình. Không thể phủ nhận nụ cười của con giống hoàng như đúc, nụ cười khiến cho người đối diện phải trao đảo. Con đưa bàn tay nhỏ xinh, vuốt lên má của tôi. Mắt của mẹ hôm nay làm sao thế này? À, chắc là trong lúc mẹ ngủ, bị con gì đốt đấy nhưng mẹ không sao đâu con đừng lo cho mẹ mẹ ơi thế mẹ có phải đi bác sĩ không ạ à? không cần đâu một lúc là mẹ khỏi ấy mà nói xong thằng bé hôn nhẹ lên trán tôi ôm chặt lấy cổ tôi một cái ôm đầy thắm thiết tôi cười nhẹ ôm con vào lòng mọi nhọc nhằn mệt mỏi như dần tan biến thay vào đó là tình yêu thương không gì sánh nổi cảm giác như bầu trời có sập xuống thì chỉ cần có con thôi mọi bão rông đều nhẹ nhàng qua hết. Tôi cho con ăn sáng thay đồ cho con xong, rồi dặm mấy lớp kem để che khuyết điểm. Lúc này mới có thể nhìn thấy bọng mắt, không còn sưng tấy. Cai An nhìn tôi, chắc biết lý do bọng mắt sưng là bởi vì làm sao, nên nó không hỏi, chỉ lặng lẽ thở dài. Sau khi đưa con đi học, tôi lại đến công ty đi làm như thường lệ. Công ty dạo này nhiều việc, tôi phải tất bật suốt, nên dường như đã dần quên được cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi và Hoàng trước đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến 4 ngày sau, khi chuẩn bị tan làm, chị Linda trưởng phòng thông báo hôm nay cả phòng phải tăng ca thêm 30 phút. Nếu tăng ca như vậy, tôi không thể nào kịp đón con, nên đành phải gọi điện cho cô giáo của Hiếu, nhờ cô trông dùm con thêm một chút. Cuộc gọi đồ chuông một hồi, thì cô mới nghe máy. Alo, chị là mẹ của bé Hiếu có phải không ạ? À? Dạ vâng, tôi là mẹ của bé Hiếu. Xin lỗi, làm phiền cô giờ này. Chẳng là ngày hôm nay công ty tôi phải tăng ca 30 phút, nên tôi hay về muộn hơn bình thường. Tôi có thể xin phép cô, cho tôi đón con muộn một chút có được không? Dạ vâng chị, hôm nay tôi không đến nhà trẻ. Hiện tại có cô Lily trong lớp bé Hiếu. Tôi sẽ liên lạc với cô Lily rồi báo lại cho chị. Vâng, cảm ơn cô giáo nhiều tắt máy xong tôi tranh thủ chạy vào nộp báo cáo cho phong lúc đi ra ngoài điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi của cô giáo chị ơi tôi có gọi cho cô Lily cô nói nhà trẻ hiện tại đang bị cúp điện nên phụ huynh đến đón con gần hết và bé Hiếu nhà mình có người đón rồi chị dạ vâng hôm nay cây An đang tăng cường bên chi nhánh hai nên tôi nghĩ nó được về sớm đi đón Hiếu nhưng khi tôi gọi điện cho cây An thì nó bảo với tôi nó đang ở công ty, thậm chí còn tăng ca về muộn hơn cả tôi. Lúc này chân tay của tôi bắt đầu buồn ruồn. Nếu như tôi không đón Hiếu, cái an không đón Hiếu, thì còn ai đón? Ở cái đất khách quê người này làm gì còn ai? Ngày sau đó tôi hoảng loạn xin số cô giáo Lily để gọi xác nhận. Tôi mong cô giáo nhầm lẫn với một bé nào đó. Nhưng cô lại khẳng định chắc nịch là có người đón bé rồi. Nhà trẻ cúp điện, tôi cũng không thể nào theo dõi qua camera được. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đi xin phép phòng cho tôi về sớm. Tôi run đến mức, mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh. Sau khi từ công ty về, tôi đi thẳng một mạch đến nhà trẻ. Tôi hỏi cô giáo. Người đón bé Hiếu là thế nào hả cô? Sao cô lại tùy tiện giao bé cho một người lạ chứ? Kìa chị, lúc đó mất điện, phụ huynh đón đông, em không để ý kỹ người đón. Em chỉ nghe thấy người ta bảo đón bé Hiếu, mà bé Hiếu cứ chạy tới ôm lấy cổ người đấy. Em cứ tưởng là bố bé Hiếu chị ạ. À? Vì hôm nay em trông thay lớp cô Ava nên em không rõ mặt phụ huynh. Chị, em thành thật xin lỗi. Ngàn vạn lần tôi thật sự rất giận cô giáo, nhưng giờ phút này tôi không thể nào đứng đây tranh cãi với cô. Tôi không muốn chậm trễ một giây một phút nào đi tìm con. Tôi chạy dọc khắp khu nhà trẻ để tìm con cô giáo trong nhà trẻ cũng chạy đi tìm ngoài trời tuyết đang rơi nhưng tôi mặc kệ vừa đi tìm con tôi vừa gọi tên con hiếu ơi hiếu ơi con đang ở đâu đáp lại tiếng gọi của tôi là sự im lặng đến đáng sợ tôi có nhờ mấy chú bảo vệ khu đó tìm giúp tìm chán chê tôi lại chạy dọc con đường đi từng ngõ ngách trong khu đó vừa chạy tôi vừa khóc tôi dường như quên đi cái lạnh của thời tiết bởi vì lòng dạ tôi đang nóng như lửa đốt. Càng gọi tên con, đầu óc của tôi càng như tê dại khi mà không thấy bóng dáng con đâu. Tay chân của tôi càng lúc càng buồn rùn khi trong đầu mường tượng ra trăm ngàn điều xấu. Ngoài đường xe cộ đông đúc lướt qua nhau, tiếng gọi của tôi vẫn không có lời đáp. Trời mỗi lúc một tối, tôi không biết mình chạy biết bao nhiêu con đường, đến nỗi chiếc áo khoác tôi đang mặc, ướt đẫm vì tuyết rơi. Nhìn về phía trước, nước mắt của tôi lại càng nhòe đi. Hiếu ơi, con đang ở đâu? Cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa, tôi kiệt sức ngã quỵ xuống. Cả người như đông cứng lại trên nền tuyết, dòng người cứ tấp nập đi, tiếng còi xe inh ỏi. Tôi nằm co cắp trên vệ đường, nỗi sợ bao trùm khiến tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc sợ mất con. Tuyết rơi phủ trắng cả người tôi, tôi muốn đứng dậy bước tiếp dù còn một hơi thở cuối cùng tôi vẫn muốn bước tiếp đi tìm con nhưng tôi chẳng thể nào mở mắt được trong một giây phút không biết thật hay mơ cả người tôi được ai đó ôm chặt hương thơm quen thuộc phả vào mũi nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chìm hẳn vào bóng đen vô hình lúc tôi mở mắt ra đang thấy có người bế mình chạy dọc hành lang bệnh viện tôi ngước mắt lên nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của hoàng hiện rõ mồn một trước mắt tôi theo quán tính tôi vừa đẩy anh ta ra khỏi người mình thì giọng anh ta đã quát lớn nằm yên đi cô muốn chết à anh buông tôi ra buông tôi ra hoàng già điếc như không nghe thấy khuôn mặt anh đầy lo lắng bế tôi chạy thẳng cuối cùng tôi không nhẫn nhịn được mà quay sang cắn mạnh vào tay của anh nhưng cho dù tôi cắn đau tới mức nào thì sắc mặt của anh không thay đổi cái tính can lì và cố chấp của anh vẫn vậy anh buông tôi ra tôi không muốn chồng mới của tôi nhìn thấy cảnh chồng cũ bế mình thế này câu nói đó của tôi khiến bàn chân của hoàng đang bước phải khựng lại lúc đó tôi không quan tâm sắc mặt của anh vì nỗi lo trong lòng tôi còn đang rất lớn hoàng đặt tôi xuống chiếc ghế gần đó cô vừa ngất ngoài đường tôi có chết cũng chả liên quan gì đến anh cả Đầu óc của tôi choáng váng, nhưng giây phút này tôi không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc khác. Tôi vừa định xoay người bước đi, bước tiếp hành trình tìm con. Thì điện thoại trong túi quần của tôi bỗng vang lên, là số của Phong gọi đến. Mẹ ơi mẹ về chưa? Con bị chú Thịnh nấu rất nhiều món để chờ mẹ về đây. Khoảnh khắc nghe thấy giọng con, sống mũi tôi cay xè, ở trước mặt như được mở ra một bầu trời mới. Tôi không tiện hỏi việc Thịnh qua đây bất ngờ, không hỏi đầu đuôi thế nào, tôi chỉ biết rằng con trai tôi đã bình an. Mẹ biết rồi. Tôi nói câu này rất nhỏ. Tắt điện thoại xong tôi mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Lúc này Hoàng đang đứng phía sau tôi vài bước. Tôi định bụng mặc kệ anh ta về thẳng nhà. Nhưng suy đi nghĩ lại. Giữa bầu trời tuyết rơi, không ai quan tâm tới mình. Người duy nhất đưa tôi đến bệnh viện lại chính là Hoàng. Cuối cùng tôi không thể nào vô tâm đến mức một câu cảm ơn cũng không có. Cảm ơn anh, đã đưa tôi vào đây. Cô vào khám đi chứ. Chắc do trời lạnh, nên tôi bị thiếp đi thôi. Tôi không sao đâu. Cô ngang bướng thật, đến tận đây rồi. Tại sao cô không vào khám? Nói xong Hoàng chủ động tiến tới, nắm lấy cổ tay của tôi và lôi tôi đi. Tôi cầu mày tức giận. Anh bị điên à? Tôi bảo rồi là tôi không cần. Anh quan tâm tôi làm gì? Tôi đâu có thích như vậy chứ. Hoàng nghe đến đây từ từ buông bàn tay của tôi, toàn bộ gương mặt của anh đưa ra mất vài giây. Tôi hít một hơi thật sâu và bước tiếp. Dù cho tim có đau như bị vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, tôi không cho phép mình được mềm lòng trước anh thêm một lần nào nữa. Lúc tôi về đến nhà cái An chưa về, Hiếu và Thịnh đang chơi trò lắp ghép. Tôi hỏi anh. Sao anh sang lúc nào mà không báo cho em? Anh vừa xuống sân bay thì tôi đón Hiếu về. Anh sợ em đang làm việc nên không gọi. Anh có nhắn tin cho em. Em không đọc được à? Lúc này tôi mới kiểm tra xuống phần tin nhắn. Ở đó có rất nhiều tin nhắn từ tổng đài. Tôi còn chưa đọc nên chẳng để ý. Tôi nghĩ Thịnh mất công sang tận đây chơi với mẹ con tôi. Anh cũng nhắn tin thông báo tôi về việc đón Hiếu. Nhưng tất cả chỉ tại tôi. Không để ý. Cho nên tôi không kể lại cho anh nghe về việc tôi đi tìm Hiếu giữa trời tuyết. Tôi đó ăn cơm xong thịnh ra ngoài khách sạn. Tôi nằm ôm con trong lòng. Nỗi lo sợ chiều nay cứ ám ảnh trong đầu tôi, khiến cho tôi càng phải ôm con chặt hơn. Nếu như hôm nay còn có chuyện gì xảy ra, chắc chắn tôi không sống nổi mất. Nằm nghĩ đủ thứ, tự nhiên tôi lại nghĩ về Hoàng. Lần thứ hai chúng tôi gặp gỡ trên mảnh đất xa lạ này, liệu có phải chỉ dừng lại ở hai chữ tình cờ? Thịnh ở lại chơi với chúng tôi 3 ngày Thì anh quay về Việt Nam Từ sau buổi gặp ngày hôm đó Tôi không gặp lại Hoàng nữa Tôi nghĩ chắc là anh trở về Việt Nam rồi Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi trở về quỹ đạo vốn có Cho tới một ngày vừa sắp đồ cho con đi học Thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi Linh ơi, bố con Sao thế mẹ, sao giọng mẹ Hoàng sợ thế à Bố con đang cấp cứu trong bệnh viện Bác sĩ nói bố con bị tai biến rồi cơ hội tỉnh lại rất thấp linh ơi. Câu nói của mẹ như một tia sét đánh thẳng vào màng nhĩ của tôi. Và ngay ngày hôm đó, tôi không thể nào nghĩ ngợi được, lập tức gác lại tất cả mọi chuyện, đặt vé máy bay, quay về Việt Nam. Chuyện bay sớm nhất là phải đêm hôm nay, nên ngay trong đêm mẹ con tôi tức tốc trở về, đồ đạc thậm chí còn không mang theo được gì nhiều. Suốt quãng đường ngồi trên máy bay, tôi nhờ tranh vênh giữa vực thẳm, chỉ ước chớp mắt một cái có thể trở về. Cuối cùng sau mười mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi hạ cánh an toàn tại sân bay nội bài. Tôi một tay dắt con, một tay kéo vali đi thật nhanh về phía cửa, có mấy chú taxi đang đứng. Khi tôi sắp đổ cho lên taxi, lúc quay lại chợt không thấy Hiếu đâu. Nỗi sợ hãi tìm con một lần nữa, lại bùa vây lấy tôi. Tôi đang hoảng loạn nhìn xung quanh thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên. Đây là con của cô sao? Tôi ngước mắt, hoảng loạn nhìn lên, toàn thân chợt như đông cứng. Hoàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Không những thế, một tay anh còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiếu. Không biết có phải trùng hợp hay không. Mà bố con anh đều mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dáng dài. Có một sự thật tôi không thể nào phủ nhận. Hai người khi đứng cùng nhau không khác gì một bản chính và một bản sao trước kia tôi từng tưởng tượng nếu như một ngày anh gặp lại hiếu thì tôi sẽ như thế nào vậy mà giờ đây tôi lại không biết phải làm sao chỉ biết rằng trái tim vừa đau nghẹn vừa thổn thức vừa uất ức vì sao vì chút tàn dư của quá khứ để lại sao một lúc sau đó tôi mới bừng tỉnh vội vàng tiến về phía của hoàng kéo lấy con về bên mình đúng đây là con của tôi ánh mắt hoàng chợt dừng lại ở khuôn mặt hiếu ánh mắt trầm tư như đang phảng phất một nỗi buồn thấy anh nhìn con như vậy tôi vội vàng bế con lên trên tay mình anh hướng mắt đi nơi khác rồi nói với tôi con của cô rất đáng yêu rất đẹp trai chắc là giống bố nó ừ đúng rồi cháu giống bố thịnh của cháu tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó một cách trơn tru như vậy. Nói xong tôi không dám đối diện với anh mà bế con vội vàng vào trong taxi. Ô tô lặng lẽ chuyển bánh. Vô thức tôi liếc mắt nhìn Hoàng qua gương chiếu hậu lần cuối. Anh đứng nguyên một chỗ, chỉ cách tôi mỗi lúc một xa. Hình bóng càng ngày càng mơ hồ. Tôi cúi xuống ôm chặt hiếu trong lòng, hôn lên mái tóc của con, hôn lên trán của con. Như thể sợ rằng con sẽ rời xa tôi ngay lúc này. Tôi không biết, nhưng từ lúc thấy anh nắm tay Hiếu, tôi có một sự cảm chẳng lành. Tôi sợ anh nhận ra Hiếu là con mình, sợ anh dùng quyền lực mang con rời xa tôi. Mãi đến khi ôm con, sau đó tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi con. Hiếu à, sao con lại nắm tay người lạ thế? Tại con thấy chú ấy giống bố con mẹ Tôi chưa bao giờ nói cho con nghe về bố, càng không bao giờ cho con xem ảnh của Hoàng. Nên khi nghe con trả lời, tôi kinh ngạc tròn xoe mắt. Con vừa nói gì? Con nhìn thấy bố con rồi sao? Con năn nỉ gì An, nên gì ấy cho con xem ảnh của bố. Bởi vậy khi con nhìn thấy chú kia, con đã chạy ra gọi bố sao? Vâng ạ, đó có phải là bố con không mẹ? Tôi nhìn con sống mũi bất chợt cay xè. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ đó, tôi thật sự không nỡ lòng nào muốn nói dối con chỉ có điều càng lúc tôi càng cảm thấy sợ hãi tột cùng cuối cùng tôi đành cho con một câu trả lời tàn nhẫn chú ấy không phải bố con đâu bố của con hiện tại đang ở một nơi rất xa khi nào hiếu lớn bố mới về thăm hiếu vâng ạ à, con biết rồi mẹ không muốn hiếu tự tiện đến gần người lạ được chứ vâng con biết rồi con xin lỗi mẹ Còn con có mệt không tựa vào người mẹ ngủ một chút Trường nào về đến nhà, ông bà ngoại, mẹ gọi con dậy. Vâng ạ. Suốt đoạn đường từ sân bay về đến nhà, tôi chỉ ôm chặt lấy con với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi không có tâm trạng nhìn ngắm đường phố, những gì mà thay đổi của Hà Nội ba năm xa cách, tôi không có tâm trạng để ý. Khi về đến nhà tôi gửi đồ đạc và vali của mình bên nhà cô ba hàng xóm, còn mình và Hiếu bắt taxi đến thẳng viện mà bố tôi đang nằm. Lúc đến cổng viện tôi gọi cho mẹ biết bao nhiêu cuộc, nhưng bà không nghe máy. Cuối cùng mẹ con tôi phải hỏi thăm lòng vòng mãi, mới đến phòng bố tôi đang nằm. Bố tôi nằm đó, thở bằng lớp mặt nạ oxy, xung quanh còn có một số máy móc bên cạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy bố tôi, tôi không kiềm nén được cảm xúc, tôi bật khóc nức nở. Tôi mở cánh cửa phòng bệnh, tay nắm chặt lấy tay hiếu bước vào. Bố ơi, con đưa cháu ngoại của bố về rồi đây. Hiếu, đây là ông ngoại của con, con chào ông đi. Con chào ông ngoại." Tôi kéo ghế ngồi xuống bên giường, mấy mấy ngày trước qua màn hình nhỏ, tôi còn nghe thấy giọng nói của bố nụ cười của bố, vậy mà giờ đây bố nằm bất động một nơi thế này, gương mặt hốc hác gầy gò, càng nhìn bố, lòng tôi lại càng đau xót. Tôi run run đưa tay mình chạm lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của bố bố ơi con và cháu ngoại về rồi bố phải sớm tỉnh lại nhé bố không được quên lời hứa của bố với cu Hiếu và con đâu ạ à. tôi cưng ngồi đó dù không biết bố có thể nghe thấy hay không nhưng tôi nói chuyện với ông rất nhiều Hiếu ngồi bên cạnh tôi thằng bé ngoan ngoãn không phát ra một tiếng động thì thoảng còn hiểu chuyện đến mức đưa bàn tay nhỏ xinh lau đi những giọt nước mắt một lúc sau mẹ tôi về Giọng của mẹ khàn đặc Linh Hiếu Hai mẹ con về khi nào thế Tôi nhìn mẹ tôi Giọt nước mắt gần khô lại một lần nữa tuôn rơi xối xả Gia đình gặp nhau sau ba năm xa cách Có rất nhiều điều muốn nói với nhau Có rất nhiều câu chuyện muốn kể Vậy mà giờ đây Lại trùng phùng trong hoàn cảnh này Khiến tất cả mọi chuyện ứ động trong cổ Chỉ biết nghẹn ngào khóc thôi Mãi đến khi tôi bình tĩnh, tôi mới hỏi mẹ. Sao tự nhiên bố lại như thế này à mẹ? Dạo gần đây bố làm việc gì quá sức à mẹ? Lúc này mẹ tôi mới chậm rãi, kể hết sự thật cho tôi biết. Thực ra đã ba năm trôi qua, nhưng bố tôi chưa thực sự buông bỏ được chấp niệm một ngày nào đó khôi phục lại được công ty. Bởi vậy trong suốt ba năm, ông âm thầm làm việc rất rất nhiều, cố gắng tạo dựng nhiều mối quan hệ để hy vọng có tiền mua lại được cổ phần công ty còn tôi tôi cứ tưởng rằng sau khi công ty phá sản thì đã biến mất hẳn trên thương trường không ngờ qua lời kể của mẹ tôi mới biết có một người dùng số tiền rất lớn để mua lại công ty bù lỗ tổn thất cho công ty và hiện tại công ty chỉ mình người đó sở hữu không cần bất cứ sự góp vốn của cổ đông nào và đặc biệt tên công ty để tên cũ là vũ gia tên dòng họ nhà tôi tôi ngạc nhiên hỏi mẹ vậy bố mẹ có biết người đó là ai không ạ bố mẹ không biết vì người đang đứng tên không phải là ông chủ thực sự tôi nghe xong cứ thắc mắc mãi không biết là ai bỏ ra số tiền lớn để hồi phục công ty nhà tôi như vậy nhưng càng nghĩ câu trả lời của tôi lại càng đi vào ngõ cụt cuối cùng tôi quyết định tạm thời gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên việc quan trọng nhất bây giờ là bố tôi được bình an khỏe mạnh. Cả ngày hôm ấy tôi ở viện trông bố, còn mẹ tôi đưa Hiếu về nhà nghỉ ngơi. Đến 6 giờ tối mẹ đến bảo tôi đi về. Tôi nói tôi ở lại đây, nhưng bà không chịu, bà sợ tôi mệt. Trên đường từ bệnh viện trở về, suốt cả quãng đường tôi đều im lặng, nhìn ra ngoài. Nhìn từng hàng cây bên đường vụt qua, nhìn phố phường của Hà Nội sầm uất. Ba năm trôi qua, Hà Nội không thay đổi nhiều, vẫn lộng lẫy và nhộn nhịp như ngày nào. Hòa ra thứ duy nhất thay đổi, cuối cùng chỉ có lòng người mà thôi. Khi chiếc xe qua con đường quen thuộc, con đường về ngôi nhà tôi và Hoàng từng chung sống với nhau gần hai năm, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng hoài niệm quá khứ. Nếu khoảng thời gian chung sống trước kia, dù không hạnh phúc, nhưng trở thành kỷ niệm khó phai trong lòng. Tôi về nhà tắm rửa ăn tối xong, Lúc cầm điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của An. Sau đó tôi liền nhấn máy, gọi lại cho nó. Hai mẹ con mày về đến nhà lúc mấy giờ đấy? Sao không gọi cho tao? Tao về hồi sáng, lù bù quá nên quên mất. Thầy Hiếu đâu rồi? Thằng bé có làm sao không? Trộm vía ngoan mày ạ. À? Về đến nhà ăn ngoan ngủ ngoan. Thế là tốt rồi. Tao chỉ lo lần này, thằng bé nó đi máy bay là lần đầu ấy. Đi đường dài như thế, lại bị mệt. Thế bố mày thế nào? hiện tại đang hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ nói, sợ chỉ biết theo dõi thêm. Đến khổ, mong trời Phật thương cho ông sớm tỉnh dậy. Mà cái số mày lận đận thật đấy, hết chuyện này tới chuyện kia. Ừ, anh Phong với mọi người có nói gì đến tao không? Mày về đột ngột thế, ai chẳng ngạc nhiên. Nhưng khi biết lý do, ai cũng thương, hiểu cho mày. Mày yên tâm đi, anh Phong cho mày nghỉ phép dài hạn đấy. Tao tính về hẳn mày ạ à. Vì tao nghĩ Bố mẹ giờ có tuổi rồi Tiền kiếm ở đâu cũng được Nhưng thời gian qua đi rồi Không thể mua được sức khỏe cho ông bà đâu Không thể nào mua được khoảng thời gian Rời xa ông bà Niềm vui của tuổi già Chắc chắn ai cũng mong được ở bên con cháu Mày nghĩ như vậy là đúng đấy Giờ bố mày như thế rồi Chẳng biết thế nào Nên cho Hiếu ở nhà cùng ông bà Biết đâu ông bà vui Ông bà khỏe hơn Mày về thì tao... Chắc là tao thu xếp Tết tao về luôn Tao biết rồi Ở một mình bên đấy Nhớ ăn uống cho đầy đủ nhá Ừ Tự nhiên nói thế này Muốn về Việt Nam quá Cố lên Hơn một tháng nữa thôi Mà này Hiếu đâu? Thằng bé chắc mệt ngủ rồi Mà này Mày cho Hiếu xem ảnh bố nó à? Ờ ừ, hay Sao mày biết Bảo bí mật rồi Thế mà còn nói ra Lúc này tôi mới chậm chậm kể cho nó nghe chuyện ở sân bay Cái An nghe xong thở dài nói với tôi Tao cho nó xem từ lâu rồi chứ Chỉ một lần duy nhất Ai ngờ nó nhớ dài thế Tao nói thật mày đừng buồn nhé Trong thâm tâm đứa trẻ nào Cũng cần có cả bố cả mẹ Hiểu nó khao khát được gặp bố Nhưng thằng bé quá hiểu chuyện Sợ mày buồn mới không dám nói thôi Tất nhiên Chuyện này tôi làm sao mà không biết, ngược lại tôi biết rất rõ. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa. Trong một phút giây, tôi thấy mọi thứ mông lung mơ hồ, những hình ảnh quá khứ lại ùa về, nó như một cây kim găm sẵn ở vết thương đau của tôi. Bố thằng bé là ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là anh ta. Thôi được rồi, mày ngủ sớm đi, đừng có suy nghĩ linh tinh, mai còn có sức vào viện chăm bố. Ừ, bye mày. Một tuần tiếp theo lại trôi qua. Trong suốt tuần này, ban ngày tôi ở bệnh viện, tối về nhà chơi cùng con, sau đó đi ngủ sớm. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Chỉ là bệnh tình của bố tôi vẫn vậy. Không có gì tiến triển tốt hơn. Bác sĩ chỉ biết khuyên chúng tôi, kiên nhẫn chờ đợi. Vì cái quan trọng nhất bây giờ chính là cho ông thời gian. Tôi có thuê riêng cho bố một cô y tá chăm sóc chính, nên lúc tôi và mẹ ở bệnh viện cũng không phải làm gì nhiều. Ngoài ngồi bên cạnh trò chuyện với ông, kích thích ý thức của ông để ông sớm tỉnh dậy. Buổi tối khi tôi chuẩn bị ra về, bất ngờ thịnh tới. Trên tay anh còn cầm theo một giỏ trái cây. Anh mới biết chú nằm viện. Mà anh vừa mới biết. Mẹ con em về Việt Nam. Dạ vâng, lưu bu nhiều chuyện em không thông báo cho mọi người. Tình hình chú thế nào? Bố em vẫn vậy. Bác sĩ nói bây giờ phải chờ cho đến khi bố em tỉnh dậy. Cố gắng lên. Anh tin chú sẽ sớm tỉnh thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thịnh ngồi nói chuyện với tôi và mẹ thêm một chút. Anh chủ động đưa tôi về nhà. Ba năm nay vì Thịnh thường xuyên sang thăm Hiếu, tựa hồ như đắp những khoảng trống trong con. Nên Hiếu nhìn thấy Thịnh vui lắm, liền ôm chầm lấy anh, giống kiểu người con, ôm người cha vậy. Tối đó trời không lạnh lắm, anh ngỏ lời đưa tôi và hiếu đi chơi mới đầu tôi không đồng ý nhưng nghĩ lại từ ngày con về việt nam chưa được đi đâu ngoài từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện về nhà cuối cùng tôi gật đầu đồng ý hiếu vui mừng reo lên con thích quá con muốn đi ăn gà rán mẹ ạ được rồi chỉ cần hiếu thích ấy, thì đi đâu cũng được sau đó thịnh chờ tôi và hiếu đến một quán gà rán nổi tiếng anh gọi gà rán và nước uống cùng với một số món ăn vặt của quán suốt quá trình ăn uống thịnh không ăn miếng nào từ đầu đến cuối anh ngồi xé gà cho con chăm sóc con tận tình đến nỗi khi ai nhìn vào cứ tưởng rằng anh là một người bố vĩ đại tôi nói với thịnh anh cứ kệ thằng bé anh ăn đi anh không muốn ăn đâu à em có muốn ăn kem dâu tây không ở quán bên cạnh có bán kem vị dâu tây ngon lắm anh chạy sang mua cho em nhé dạ thôi không cần đâu em không muốn ăn đợt này về việt nam à em về hẳn chứ? Dạ vâng ạ. À. Thế tính làm gì chưa? Nếu chưa, em nghĩ đến việc quay trở lại công ty làm việc đi. ở đó luôn có một chỗ dành cho em. Thực ra mới đầu tôi nghĩ đến việc quay trở về công ty cũ làm việc. dù sao tôi làm ở đó đã lâu, đồng nghiệp đều thân thiện, nên khi quay trở về dễ sống hơn. Có điều mấy hôm sau khi tìm hiểu về những gì bố tôi trải qua trong suốt ba năm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi tôi muốn làm việc tại chính công ty cũ nhà mình tôi thực sự muốn biết người mua lại công ty nhà mình là ai dù tôi biết với kinh tế của bản thân không thể nào một chốc một lát mua lại công ty nhưng chỉ khi làm việc ở đó tôi mới có hy vọng đời mà đâu ai đánh thuế ước mơ có đúng không chứ cảm ơn ý tốt của anh thịnh nhưng em có lựa chọn mới của riêng mình rồi em sẽ nộp hồ sơ xin việc vào công ty cũ nhà em công ty vũ gia anh à. Vũ gia. Anh biết giám đốc bên đấy, cậu ấy từng là bạn học hồi cấp 3 của anh đấy. Nhưng nghe nói cậu ấy chỉ được thuê để quản lý lại thôi, còn ông chủ thực sự thì anh không rõ. Em cũng mới nghe mẹ em nói qua, em không ngờ lại có người hứng thú dùng một khoản tiền lớn để mua lại một công ty mục nát không còn gì. Nhiều lần anh tính nói với em, nhưng sợ em buồn nên thôi. Hiện giờ trong giới xây dựng thì công ty cũ nhà em là một công ty lớn mạnh cho thấy người đứng sau không hề đơn giản. Người đó thực sự làm anh rất tò mò. Có điều tìm hiểu mãi, không ra tin tức gì của người đó. Dạ vâng. Tôi đó 10 giờ thịnh đưa mẹ con tôi về nhà. Sau khi cho con ngủ xong, tôi lên mạng tìm hiểu xem có bài báo nào viết về công ty cũ nhà tôi không. Trên đó có rất nhiều bài báo, đa số viết về hành trình từ một công ty phá sản cho tới ngày hôm nay. Chứ không có bài nào nói về chủ nhân của nó Nằm tìm hiểu chán chê, tôi cũng thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nói với mẹ chuyện tôi đi làm lại và gửi hiếu đến trường. Tuy nhiên, tôi sẽ tìm một trường mầm non tư thục để có thể quan sát con thường xuyên qua camera. Và nếu trường đó dạy, Montessori càng tốt. Tôi mất 4 ngày tìm trường cho con mới tìm được một trường ưng ý. Thấy trên fanpage ở Facebook, được các phụ huynh đánh giá rất tốt. Tuy mức phí hơi cao so với các trường khác, nhưng các cô nhiệt tình. Sau khi ổn định đường nơi học cho con, tôi đi nộp hồ sơ vào công ty Vũ Gia. Mới có 3 năm thôi mà công ty có nhiều thay đổi. Mở rộng ra rất nhiều, thậm chí lớn đến mức tôi suýt chút nữa không nhận ra. Đây cũng từng là công ty gia đình mình. Về ngành xây dựng tôi không có nhiều kinh nghiệm, thấy công ty báo thiếu một vị trí kế toán, tôi nộp hồ sơ vào vị trí này. Mới đầu tôi tưởng ít nhất vài ngày sau người ta mới trả lời. Ai ngờ tôi nộp buổi sáng Buổi chiều có người gọi điện cho tôi. Xin chào, tôi gọi từ phòng nhân sự công ty Vũ Gia. Cho hỏi có phải cô Vũ Tuệ Linh không ạ? À? Dạ vâng, chào chị, tôi là Vũ Tuệ Linh. Tôi gọi để thông báo cô trúng tuyển vị trí trợ lý giám đốc công ty Vũ Gia. Ngày mai 7 giờ 15 phút, chị có mặt tại công ty để nhận việc. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi nhất thời ngơ người. Vì rõ ràng tôi nhớ tôi nộp hồ sơ vào vị trí kế toán. Sao bây giờ lại thành vị trí trợ lý giám đốc thế này? Thế nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, dù sao được vào làm công ty của mình là tốt lắm rồi, tôi nhanh chóng trả lời. Dạ vâng, cảm ơn chị. Sau khi tắt điện thoại xong tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Vừa lại nghĩ làm trợ lý cũng tốt, càng dễ cho việc tiếp xúc với vị tổng giám đốc thực sự kìa. Vì tôi mới về Việt Nam, thời tiết khác so với bên Thụy Điển, nên tôi phải sắm lại quần áo toàn bộ từ đầu. Thế là chiều hôm đó tôi tranh thủ đi mua một vài bộ đồ công sở. Lúc đang ngắm nghía ở trung tâm thương mại, bất ngờ tôi thấy Hoàng ở đối diện mình. Nhưng lần này không chỉ có mình anh, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng đó không phải là Trúc. Khoảnh khắc nhìn thấy chồng cũ đứng bên cạnh một cô gái mới. Tôi không biết chính xác cảm giác của mình là gì, chỉ biết trong cổ họng đầy vị chua chát và đắng cay Trái tim như vừa bị ai đó đâm cho mình một nhát dao Khiến mình phải đau đớn và tỉnh táo Nhưng mà ngay sau đó tự nhiên tôi lại thích cái cảm giác đau đớn này Nó khiến tôi dứt khoát hơn Khiến tôi không còn sức để yêu, để nhung nhớ, để lưu luyến Có điều tôi ngứ ngỡ sau khi chúng tôi ly hôn Người con gái đi cùng anh Suốt đoạn đường còn lại phải là Trúc chứ Sao tự nhiên lại là một người xa lạ quá đỗi nhạc đến chúc tôi mới nhớ lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức gì của cô ta không biết dạo này cô ta thế nào sau đó tôi hít một hơi thật sâu đi dọc về phía trước có lẽ như hai người dưng không quen biết nhau vẫn tốt hơn quanh quẩn trong trung tâm thương mại đến bốn rưỡi tôi trở về trường đón con cô giáo mới của hiếu nói với tôi trộm vía cô hiếu rất ngoan chị ạ à. mới chuyển đến nhưng lại rất nhanh có thể nói nhanh hẳn so với các bạn trong lớp Cảm ơn cô giáo, chăm sự nhờ các cô trông nom dạy dỗ hiếu. Đó là trách nhiệm của chúng em, chị cứ yên tâm. À, ai chứ như cháu hiếu ấy, thì chúng em trông cả trăm cháu cũng được chị ạ. À? Tôi mỉm cười nhìn con, một niềm tự hào mãnh liệt vô cùng. Trộm vía kể cả từ lúc con học ở bên Thụy Điển, được các cô hết lời khen ngợi. Nhưng không vì vậy mà tôi đắc ý. Mỗi ngày tôi đều cố gắng dạy con, hướng con đến những điều tốt đẹp sau đó hai mẹ con tôi chào cô ra về hiếu ngồi sau xe ôm lấy lưng tôi vừa đi con vừa kể cho tôi nghe những điều thú vị trên lớp những điều cô dạy và cả bữa cơm trưa hôm nay có món gì đúng là chỉ cần nghe những câu chuyện đơn giản ấy thôi mà mọi u ám trong người đều tan biến buổi tối hôm ấy ăn cơm tắm rửa xong hai mẹ con lại lên giường đi ngủ thế nhưng suốt đêm ấy tôi không ngủ được tôi không hiểu vì sao mình lại mất ngủ dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi Vậy mà đôi mắt của tôi cứ chân chân nhìn lên trần nhà tối om Cũng không biết bây giờ là mấy giờ Có lẽ vì mệt quá tôi mới thiếp đi Sáng hôm sau tôi gọi Hiếu dậy sớm hơn thường ngày để ăn sáng rồi đến trường Sau đó tôi còn phải đến công ty Vũ ra nhận việc Dù sao ngày đầu tiên đi làm không thể nào chậm trễ Dù chỉ một phút Lúc tôi đến công ty 7 giờ 5 phút Mới sáng ra tôi nhận ra ai ai cũng bận rộn. Tự nhiên tôi nhớ đến công ty ngày trước. Bố tôi điều hành. Có vẻ rất thong dong chứ không tấp nập thế này. Tôi vừa định tiến tới phòng nhân sự hỏi về công việc của mình. Thì bất ngờ có một chị đi tới. Em là Vũ Tuệ Linh có phải không? Dạ vâng ạ. À. Em là nhân viên mới, tới nhận việc à? Giám đốc bảo chị tới đón em. Giờ chị đưa em lên phòng gặp giám đốc nhé. Chị xin tự giới thiệu chị tên là Hương trợ lý của giám đốc nhưng mà một tháng nữa chị phải nghỉ việc nên trong vòng một tháng này chị bồi dưỡng cho em em cảm ơn chị thực ra em không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý mong chị chỉ cho em yên tâm công việc đơn giản lắm chỉ cần em chịu khó để ý một chút thôi cố gắng nhá vâng ạ lúc chị ấy đưa tôi vào phòng giám đốc cả người tôi chợt đờ đẫn mất vài giây vì mọi sắp xếp trong căn phòng không thay đổi chỉ là được cải tạo nên rộng gấp đôi so với phòng cũ chị hương gõ ba tiếng cửa phòng rồi nói dạ thưa sếp em đưa trợ lý mới tới nhận việc à người đàn ông mặc một cây vest màu đen đang đứng bên ô cửa sổ điện thoại lưng quay về phía chúng tôi nghe chị hương nói vậy anh liền nói với đầu dây bên kia ok sếp tôi biết rồi nói xong anh ta cúp máy lúc này tôi mới để ý đến một biển chữ màu đỏ đặt trên bàn giám đốc Nguyễn Hữu Hùng. Khi anh ta quay người về phía chúng tôi, tôi liền cúi đầu chào hỏi. Dạ em chào anh, em là Vũ Tuệ Linh, là nhân viên mới đến nhận việc à? Ừ, anh có qua hồ sơ của em rồi, em ngồi xuống đi. Dạ vâng, anh nghe nói trước kia em từng làm phó phòng marketing, bên công ty thời trang TNT à? Dạ vâng, em làm việc ở đấy 3 năm, sau đó em chuyển sang Thủy Điển sinh sống. Ở bên đấy em làm bên phòng marketing, Em mới về nước được hơn chục ngày. Ban đầu em nộp hồ sơ vào công ty mình là thấy tuyển vị chí là nhân viên kế toán, không ngờ lại trúng tuyển làm trợ lý. Nói thật em chưa có kinh nghiệm làm trợ lý, nên sau này có gì không phải mong anh chỉ bảo thêm. Anh làm sao mà dám chỉ bảo người của. Nó đến đây Hùng mới chợt khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó. Tôi ngạc nhiên hỏi Hùng. Anh vừa nói gì ạ? À? à không, thực ra công việc này không có gì khó khăn. Làm trợ lý của anh em chỉ cần lên lịch sắp xếp, giúp anh thời gian hợp lý trong một ngày làm việc. Ví dụ như lịch trình sáng nay 8 giờ anh có cuộc họp, 10 giờ có cuộc gặp gỡ đối tác, 2 giờ chiều anh đi ký hợp đồng. Khi chuẩn bị đến những giờ đó, em nhắc anh là được. Còn việc soạn hợp đồng thì Hương hướng dẫn em. Thoải mái lên nhé, làm một thời gian là quen ấy mà. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. À. Sau đó Hùng bấm một cuộc gọi bàn, rất nhanh chị Hương có mặt, tác phong chị ấy làm việc rất chuyên nghiệp. Không cần xếp nói chị ấy dẫn tôi tới phòng làm việc của mình, sát bên cạnh phòng của giám đốc. Vừa bước chân vào căn phòng tôi thấy thiết kế có gì đó rất quen mắt. Hình như thiết kế phòng này tôi đã gặp ở đâu. Sau một hồi lục lọi lại ký ức, tôi chợt sững sờ vì rất giống với công ty của Hoàng. Chị Phương nói với tôi. Phòng này mới cải tạo, ngày trước không có phòng riêng dành cho thư ký. Em là may mắn lắm đấy. Đợt này làm việc đúng thời điểm, mọi thứ hoàn hảo hơn dạ vâng ạ à. nói xong chị Hương đặt khoảng chục cái bản hợp đồng xuống bàn chị hướng dẫn tôi cách soạn hợp đồng cũng may khi làm việc ở công ty bên Thụy Điển tôi cũng được phong giao cho việc soạn hợp đồng nên không có gì khó khăn với tôi này em làm ấy còn hơn cả chị đấy dạ em may mắn khi làm việc công ty cũ cũng hay được xếp giao cho việc này mà công ty mình nhiều hợp đồng không chị ừm công ty mình bây giờ nhiều đang phát triển lớn mạnh Giờ Do doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng rất nhiều Nhưng họ cứ chọn bên công ty mình Là bởi vì vật liệu chất lượng tốt Có xếp tổng tài giỏi Bản lĩnh lắm ý Mới vực một công ty phá sản Thành một công ty lớn mạnh chỉ trong vòng 3 năm chứ Xếp Hùng à chị Không Xếp Tổng cơ Xếp Hùng chỉ là giám đốc thôi Người đứng sau chỉ đạo Xếp Hùng chính là xếp Tổng Vậy chị được gặp xếp Tổng bao giờ chưa ạ à? Chị chưa Trong công ty người biết xếp Tổng chắc chỉ có mỗi mình xếp hùng thôi chị chỉ nghe nói sếp tổng ấy nhiều công ty lắm không riêng gì công ty này đâu nghe chị hương nói đến đây chẳng biết sao tôi có một linh cảm rất lạ tự nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của hoàng tôi đúng là điên rồi tại sao tự nhiên lại liên tưởng tới anh ta chứ cả buổi sáng hôm ấy vì hùng đi họp đi gặp gỡ khách hàng suốt nên tôi rất rảnh rang thân làm trợ lý của sếp tôi cũng muốn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty bao gồm sự phát triển của mấy năm gần đây. Đến khi soạn hợp đồng tôi còn muốn biết ưu và nhược điểm của công ty mình, nhất là phóng những khi tôi phải đi ký hợp đồng cùng với sếp. Càng tìm hiểu tôi càng phát hiện để trèo lái một con thuyền hư hỏng đồ nát như công ty cũ của bố tôi không hề dễ dàng. Số vốn của người xây dựng từ một đống đồ nát thậm chí còn nhiều hơn là thành lập một công ty mới. Tôi thật sự khâm phục người đó. Tôi không dám tưởng tượng trong đầu người đó chắc chắn phải có ai quy vô cực thế nào thì công ty mới lớn mạnh như bây giờ. Buổi trưa hôm đó mọi người kéo nhau đi ăn cơm. Tôi thì không muốn ăn, ngồi lì trong phòng xem tài liệu. Tôi ngồi đến khi hai mắt nhíu chặt vì mỏi, mới đứng dậy vào nhà vệ sinh, xối nước rửa mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong tôi đi vào trong nhà vệ sinh, vừa định tranh thủ mở điện thoại quan sát hiếu của camera, thì chợt nghe thấy tiếng một người phụ nữ cất lên. Này mấy chị, Nhìn thấy trợ lý mới của sếp Hùng chưa? Thấy rồi, xinh xắn trắng trẻo, dáng đẹp đấy. Eo ôi, nghe nói còn không có kinh nghiệm gì trong việc làm trợ lý mà trúng tuyển cơ đấy. Trả bồ cho chị nhàn nhà mình, thấy chị Hương chuẩn bị xin nghỉ việc là nộp hồ sơ xin vào, nhưng mà bị loại ngay. Ở nhỏ, tao thấy lạ thật, bà nhàn xinh xắn đấy chứ, lại từng có kinh nghiệm 3 năm trong việc làm trợ lý. Thế quái nào mà bị loại? Hay là cái bà trợ lý mới này biết xếp Hùng ở ngoài Nên được ưu tiên nhỉ Chắc là không đâu Em nghe nói mới từ Thụy Điền về Đã thế Lại có thằng con trai 3 tuổi rồi Làm mẹ đơn thân Ơ thế là không chồng à Ai mà biết được Hoặc là có khi bị chồng bỏ ấy. Mấy con mụ mẹ đơn thân bây giờ nguy hiểm hơn gái còn son ấy chứ Trên mạng đầy vụ mẹ đơn thân Cặp với đại gia đấy Tôi nghe đến đây tự nhiên khóe môi nở ra một nụ cười nhạt. Thực ra mấy cái việc nói xấu sau lưng nhau ở trốn công sở, tôi từng thừa rồi. Chỉ là lâu lắm mới lại bị cái cảm giác này. Cuộc đời tôi trải qua rất nhiều thăng trầm, có những thứ còn kinh khủng hơn cả mấy lời dị nghị này, nên không cảm thấy tức giận, ngược lại thấy có chút nực cười. Hơn nữa tôi vừa mới chân ướt chân giáo bước vào công ty, chỉ muốn yên ổn kiếm tiền nên không muốn đôi co đúng sai với mấy người này. Mặc ai nói gì thì nói, miễn bản thân mình không hổ thẹn với lương tâm. Bởi vậy không cần đợi mấy người kia đi khỏi, tôi đã bước ra ngoài, ngẩng cao đầu hiên ngang như con người của tôi. Mấy người kia thấy sự xuất hiện của tôi liền im bặt, giống như đi ăn trộm bị người ta phát hiện. Sau khi về bàn làm việc, tôi thấy trên mặt bàn có một suất cơm. Đang ngơ ngác không biết cơm của ai thì chị Hương bước vào. Có ship gửi cơm đến cho em đấy. Họ có nói ai gửi không chị? Không, chỉ bảo là gửi cho em thôi. Hay là có người nào đấy hâm mộ nhỉ? Em làm gì có ai hâm mộ chứ chị. Biết đâu được, xinh gái như em có mà đầy người ra. Thôi ăn đi, không ăn không có sức làm việc đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tôi nghi hoặc nhìn vào hộp cơm để tìm ra chút thông tin người gửi, nhưng mà lại không thấy gì. Đặc biệt đây còn là suất cơm toàn những món tôi thích. Tôi không biết ai gửi đến, nhưng đoán lờ mờ đó là Thịnh vì chỉ có anh mới biết hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của tôi. Bà người biết sở thích các món ăn của tôi ngoài bố mẹ, ngoài thịnh gia thì còn một người nữa, nhưng chắc chắn không bao giờ có thể là người đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua thì một tuần nữa. Tuần này tôi dần quen được với công việc. Chị Hương luôn bên cạnh hướng dẫn, giúp tôi rất tận tình nên mọi thứ không quá khó khăn. Bố tôi lúc này còn chưa tỉnh, mẹ tôi phải ở viện trông non bố hàng ngày còn hiếu vẫn đi lớp trộm vía con ngoan ăn uống được nên tôi rất yên tâm sáng nay hiếu còn có một buổi ra ngoại đầu tiên ở trường cùng các bạn từ sáng sớm tôi phải chuẩn bị cho con một số đồ dùng cần thiết để con ra ngoài gửi hiếu cho cô giáo xong tôi lại vội vàng đi tới công ty vì sáng nay tôi phải đi gặp khách hàng cùng với sếp lần đầu tiên được đi gặp khách hàng cùng với sếp tôi chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng có điều không hiểu sao trong lúc đang ngồi nói chuyện với khách hàng. Thì bỗng nhiên tôi thấy mệt mỏi, cảm giác ngồi không yên được một chỗ. Cũng có thể dạo gần đây tăng ca nhiều, đêm ngủ không sâu giấc, tôi mới cảm thấy tinh thần mình xuống dốc như vậy. Thế nhưng dù vậy tôi phải cố gắng hoàn thành tốt công việc. Ký hợp đồng xong với khách hàng là 10 giờ trưa. Lúc này tôi mới sở đến chiếc điện thoại trong túi sách. Vừa mở máy lên, tôi thấy rất nhiều cuộc gọi của cô giáo Hiếu. Số lạ đủ cả bỗng dừng sóng lưng chuyển đến cơn lạnh buốt dự cảm có điều gì đó không ổn tôi liền bấm số gọi lại tôi gọi cho cô giáo hiếu ba cuộc không nghe máy rồi gọi tới số lạ kia sau một hồi đổ chuông dài giọng của một người phụ nữ vang lên alo à dạ chào chị tôi vừa thấy số của chị gọi nhỡ trong máy tôi nên tôi gọi lại cho chị chị là phụ huynh của cháu nào cháu nào là sao ạ à? Trời ạ, à, tôi gọi đến từ trường mầm non XY đây. Tôi vừa nhận được thông báo chiếc xe chở lớp 3T1 đi dã ngoại gặp tai nạn. Vậy con của chị có trong lớp 3T1 không? Trong khoảnh khắc trời đất như túi sầm lại ngay trước mặt tôi. Hai tay tôi run rẩy siết chặt chiếc điện thoại. Khó khăn lắm, tôi mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh. Còn tôi là cháu Vũ Minh Hiếu, lớp 3T1. Cô Quỳnh là giáo viên chủ nhiệm. Vậy thì chị mau đến bệnh viện Bạch Mai đi, các cháu và cô giáo được đưa tới bệnh viện rồi đấy. Tôi dùn đến mức chỉ kịp nói với Hùng vài lời, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi. Mỗi bước đi tôi đều muốn ngã quỵ, nhưng giờ phút này tôi không cho phép mình được ngã. Quãng đường đến bệnh viện trôi qua thật kinh khủng. Tinh thần của tôi hoàng loạn đến mức tưởng như trời đang sụp. Còn của tôi mới về Việt Nam không được bao lâu, giờ lại bị tai nạn chưa rõ nặng nhẹ. Tin tức này như xét đánh ngang tai chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện đập ngay vào mắt tôi chính là cảnh tượng những đứa trẻ được đưa từ trên xe cứu thương xuống mùi máu tanh như bao trùm không khí càng ngày càng trở nên nồng nặc khiến hô hấp của tôi bắt đầu trở nên khó nhọc phía sau là những tiếng bước chân dồn dập của những bậc cha mẹ họ cũng như tôi nhận được tin liền vội vã chạy tới vài người nhận ra con mình gào khóc tên con tiếng khóc như thấu cả trời xanh Càng lúc đầu óc của tôi toàn là những tiếng ong ong khó tả, thậm chí tôi còn không nghe được tiếng khóc của những người xung quanh. Trong hô hấp của tôi dường như tràn ngập mùi máu tanh. Tôi sợ hãi đưa đôi mắt đờ đẫn ướt đẫm hai dòng lệ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của con. Giây phút nhìn thấy cô y tá bước ra, tôi như một người hồn phiêu phách lạc tìm được một mảnh hồn phách của mình, tôi túm lấy tay cô y tá Chị ơi, chị thấy bé nhà tôi không? Thấy bé mặc chiếc áo củ lọ màu trắng, bên ngoài mặc một bộ bò màu đen. Còn nữa thằng bé. Chị cứ bình tĩnh. Hiện tại có hơn 10 bé được đưa vào bên trong phòng cấp cứu. Chị thử chạy vào đó xem có con chị không. Giờ phút này chúng tôi đang dối lắm. Nói xong cô y tá gỡ tay tôi ra khỏi áo mình rồi vội vã đi vào bên trong. Tôi cũng hoảng loạn chạy theo cô y tá. Nhưng nhìn trước ngó sau, đều không thấy con đâu trong giây phút đó tôi mong trong số các em bé ở đây không có con mình nhưng rồi một giọng nói lớn vang lên mọi người tránh ra để lấy đường cho chúng tôi nào nhanh lên bệnh nhân này nguy hiểm lắm rồi theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn thấy con mình đang nằm trên một chiếc cáng mắt nhắm nghiền không hề nhúc nhích chiếc áo cổ lọ loang lổ màu đỏ của máu hình ảnh đó như một đòn đà kích nghiêm trọng khiến toàn thân tôi lắc lư như sắp đổ một tia sét đánh trúng người. Tôi không chịu được sự đả kích. Tôi muốn ngã quỷ. Tôi như còn thiêu thân lao đầu về phía con. Bàn tay ôm lấy một bên má đẫm máu của con. Gào khóc trong đau đớn. Hiếu ơi! Hiếu! Mẹ đây! Làm ơn mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Hiếu ơi! Đừng làm mẹ sợ! Cô y tá đầy chiếc giường thấy như vậy. Lên tiếng chấn an tôi. Chị cứ bình tĩnh. Bây giờ tránh ra cho chúng tôi đi vào bên trong còn cấp cứu cho cháu. Bây giờ chị phải mạnh mẽ lên. Ngày ta nói vậy tôi vô thức lùi về phía sau vài bước để tránh đường cho các y bác sĩ. Làm ơn, làm ơn cứu con tôi. Dù lấy mạng sống hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của tôi để đổi lại cho con cũng được. Làm ơn, làm ơn giúp tôi. Chị bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong các y bác sĩ đẩy con vào phòng cánh cửa đóng sập lại khoảnh khắc đó tim tôi như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh cuối cùng tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà ngã quỵ xuống bật khóc như một đứa trẻ tại sao ông trời lại tán nhẫn với một đứa trẻ vô tội như vậy người ta nói phúc đức tại mẫu vậy tôi đã làm gì sai để con tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn nếu tôi có sai ông cứ mạnh dạn mà phạt tôi nếu kiếp này không hết Phạt tôi tiếp ở kiếp sau, xin đừng liên lụy tới con tôi. Càng nghĩ tìm tôi càng thắt lại, cảm giác đau đớn như phục phổi, lúc này trong cơ thể tôi tất cả mọi thứ bị phá hủy, tôi thường còn đến xé tận tâm can, như muốn thay con chịu hết thảy mọi đau đớn, dù chết cũng cam lòng. Khi đang khóc một bàn tay đặt lên vai tôi, giọng nói quen thuộc vang lên. Linh à, hiếu đâu rồi con mẹ ơi thế nào rồi bình tĩnh kể cho mẹ nghe xem nào tôi khóc đến mức nghẹn lại nói mãi không thành tiếng mẹ ôm tôi vào lòng lúc này bức tường kiên cố trong tôi chính thức sụp đổ cả người tôi mềm nhũn như ngọn cỏ non ven đường chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để ngọn cỏ ấy ngặt nghẹo siêu đổ mãi một lúc sau tôi mới khó nhọc nói hiếu đang bên trong phòng cấp cứu con sợ lắm mẹ à người thằng bé đầy máu nói xong tôi giơ tay mình lên cho mẹ xem vừa khóc vừa chỉ là máu của thằng bé đấy mẹ ơi con trai của con thôi được rồi con bình tĩnh mẹ tin là thằng hiếu không sao đâu nói xong mẹ tôi đỡ tôi ngồi lên một chiếc ghế ở phía sau lúc này tôi mới để ý có rất nhiều phụ huynh đang giống như tôi đều như những ngọn đèn yếu ớt lay lắt trước ngọn gió lớn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, chỉ thấy những đứa trẻ được đưa vào trong mà chưa thấy được đứa nào đưa ra bên ngoài. Tôi ngồi đấy như ngồi trên đống lửa, tôi khóc đến mức không còn thở được. Mẹ ngồi bên cạnh tôi, liên tục động viên, mặc dù nước mắt của bà cũng đang lặng lẽ tuôn rơi. Lúc này cánh cửa phòng bỗng bật ra, một chiếc giường được đẩy ra, trên giường là một bóng người được che phủ bằng một lớp khăn trắng mỏng. Tìm tôi lúc này như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, bám vào thành ghế để lấy sức bật dậy. Đi lại thì một người đàn ông gần đó chạy vội kéo nhẹ chiếc khăn trắng xuống. Ngay sau đó khuôn mặt người đàn ông biến sắc, tưởng chừng cắt không còn giọt máu. Người đàn ông kiên cường nhất trong các bậc phụ huynh ở đây cuối cùng cũng rơi giọt nước mắt đau đớn và tuyệt vọng. Cô y tá đầy giường lúc này mới lên tiếng. Ai là người nhà của cháu Phạm Hải Băng? Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng cháu không thể nào qua khỏi, do xuất huyết não quá nhiều. Người nhà đi đến nhà xác để làm thủ tục nhận thi thể, chia buồn cùng với gia đình. Trời đất ơi, con gái của tôi! Tôi đứng tha thần nhìn theo họ, cho đến khi họ đi khuất, một thiên thần nhỏ đã đi đến một thế giới khác, ở nơi đó hy vọng cô gái nhỏ không còn đau đớn. Tôi là người ngoài thôi, mà chứng kiến cảnh tượng này còn có cảm giác không chịu nổi. Vậy thì bố mẹ con bé sẽ sống phần đời về sau như thế nào đây? Càng nghĩ tôi càng sợ, cả người run lên bần bật. Ông trời ơi, xin ông phù hộ bảo vệ cho các con của con. Cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra. Lần này là một vị bác sĩ lên tiếng. Ai là người nhà của cháu Vũ Minh Hiếu? Là tôi, là tôi thưa bác sĩ. Chúng tôi tiến hành kiểm tra phát hiện bệnh nhân bị vỡ lá lách cấp độ 4. Cuốn lá lách bị đứt ngang, ổ bụng có dịch, cần phải tiến hành cắt bỏ lá lách. Bây giờ mời người nhà ký vào giấy cam kết, đồng ý phẫu thuật. Tôi nghe như vậy, nước mắt cứ trào ra không điểm dừng, phải cố gắng cắn chặt môi để ngăn cho cổ họng không phát ra tiếng nức bàn tay run run ký tên mình vào đó sau đấy cánh cửa một lần nữa đóng sập lại mẹ tôi dìu tôi về lại chỗ ngồi bà đưa tay nắm lấy tay tôi cái nắm tay vừa chấn an vừa là đôi cánh sang ra bảo vệ đứa con trong lúc yếu đuối nhất không biết tôi và mẹ ngồi bao lâu cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm chỉ cách nhau vài bước chân thôi nhưng tôi cứ ngỡ như cách cả trăm con sông, nghìn quả núi. Thời gian nhích dần từng giây, mỗi giây trôi qua dài như vô tận. Cuối cùng không chịu được, tôi đứng dậy, áp sát người vào cánh cửa kính. Tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ vọng ra. Bác sĩ, huyết áp đang giảm. Màu tiêm tĩnh mạch đi. Những âm thanh va chạm của dụng cụ vang lên. Tôi suốt ruột đến mức chỉ muốn chạy vào trong đó, chịu thay con những đau đớn vừa siết chặt tay vào tấm kính cửa, tôi vừa nói. "Hiếu à, con mạnh mẽ lên, cố gắng lên, chỉ cần con khỏe mạnh thôi, mẹ nguyện đánh đổi tất cả." Tôi cứ đứng như vậy không hề nhúc nhích, chỉ đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, giọng nói gấp gáp của người y tá vang lên. "Trong quá trình phẫu thuật mất quá nhiều máu, dù được tiếp máu từ kho máu của bệnh viện nhưng không đủ. Người nhà ai đi cùng nhóm máu O?" thì đi theo tôi nhóm máu o sao một nhóm máu có thể hiến cho bất cứ người nào nhưng chỉ có thể nhận hiến máu từ người có cùng nhóm máu o tôi quay sang hỏi mẹ mẹ ơi mẹ nhóm máu gì ạ à? mẹ nhóm máu a tôi cũng thuộc nhóm máu a làm sao có thể hiến cho hiếu lúc này tôi quay sang nhìn tất cả những người có mặt ở đây dùng ánh mắt cầu cứu hỏi họ các anh các chị ơi Trong này có ai có nhóm máu o không Làm ơn làm phúc Cứu giúp cho con em với Mấy người phụ nữ lo lắng cho con mình Nên chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm tới lời nói của tôi Còn mấy người đàn ông thì đồng loạt lắc đầu Trong giây phút tuyệt vọng ấy Người duy nhất tôi nghĩ đến Chính là Hoàng Hiếu là con của anh Chắc chắn là cùng nhóm máu với anh Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng chợt nhận ra rằng không biết giờ này anh dùng số nào tôi nhấn liều dãy số điện thoại cũ mà tôi từng xóa khỏi danh bà nhưng trong đầu tôi vẫn nhớ như in cuộc gọi đồ chuông rất nhanh có một giọng nói vang lên alo giọng nói này là của một người phụ nữ tôi run rẩy hỏi cho hỏi đây có phải số của anh trịnh minh hoàng không ạ à? vâng đúng rồi nhưng cô là ai cô tìm chồng tôi có chuyện gì anh ấy hiện tại không có nhà cô ta vừa dứt lời chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống một câu nói tựa như một nhát dao chặt đứt mọi hy vọng của tôi không phải là hy vọng về tình yêu đôi lứa mà là hy vọng để cứu sống con tôi trời đất như quay cuồng đào lộn trước mặt nhưng tôi phải cố gắng tỉnh táo nhất có thể bởi vì tôi biết lúc này nếu như tôi gục ngã chính xác là tôi đã từ bỏ Giọng chị y tá khác lại vang lên. Nhanh lên, nhanh lên. Tình hình bệnh nhân đang nguy kịch. Người nhà không có ai có nhóm máu o sao? Nghe đến đây, chân tay của tôi tựa hồ chẳng đứng vững. Cảnh tượng đứa bé cùng với chiếc khăn trắng, lạnh lẽo ùa về. Khiến sống lưng của tôi trở nên lạnh buốt. Tôi vừa định lên tiếng trả lời bác sĩ, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi, tôi có nhóm máu o. Vậy thì anh nhanh đi theo tôi. Bóng dáng của Hoàng vụt qua tôi. Giây phút đó tôi cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt nhìn nhầm. Phải cho đến khi tiếng mẹ tôi vang lên, tôi mới dám tin đó là sự thật. Yên tâm, Linh ơi là Linh, thằng Hoàng nó đến rồi con. Tôi không biết vì sao anh lại xuất hiện tại đây. Nhưng giờ phút này tôi không quan tâm nhiều, chỉ biết rằng anh có mặt là một chuyện rất tốt. Hoàng đi theo cô y tá kia. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, sau khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ tháo khẩu trang bước ra ngoài tôi và mẹ cùng với các bậc cha mẹ kia nhanh như cắt lao đến bác sĩ ơi con của chúng tôi thế nào con của tôi đâu khi bác sĩ còn chưa kịp trả lời thì bị vây kín bỗng lúc này một người phụ nữ từ ngoài chạy vào chị ta gào khóc kêu la bác sĩ sao lại không cứu con gái tôi chứ con gái tôi chỉ đang ngủ say thôi mà tại sao ông lại bỏ rơi một đứa bé như thế nói xong chị ta mất bình tĩnh như điên như dài lao đến đám đông đầy từng người một để chen vào bên trong thẳng tay xô tôi sang một bên khiến cho tôi đứng không vững cẩn thận một chút cảm ơn người ngước mắt nhìn tôi chính là hoàng khuôn mặt của anh rõ một một xuất hiện trước mặt tôi người đàn ông có đứa con gái mất khi nãy chạy lại ôm lấy vợ mình ra khỏi đám đông, đôi mắt anh ta sưng tấy nhưng anh ta không gục ngã giống như chị vợ, bởi vì anh ta biết rằng chắc chắn chỉ còn mỗi một mình mình là chỗ dựa vững chắc nhất cho vợ lúc này. Vị bác sĩ lên tiếng. Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói đây. Hiện tại tất cả các bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng bé phải phẫu thuật chúng tôi đưa xuống phòng hồi sức, hiện tại gia đình sẽ chưa được vào thăm, bởi vì phẫu thuật xong còn rất yếu tránh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Nói xong thì bác sĩ bước đi. Tôi có thể nghe được tiếng thở vào nhẹ nhõm của tất cả mọi người, bao gồm có cả tôi. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Vậy mà truyền đến tối từ khi nào? Tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, Hiếu bây giờ phẫu thuật xong rồi. Hay là mẹ về chỗ bố đi ạ? À? Nhưng mà mình con ở đây có được không? Dạ được. Có chuyện gì con gọi cho mẹ. Hiếu nằm phòng hồi sức, Chắc là chỉ mấy tiếng sau mới được xuống phòng thường mẹ. Mẹ nhìn tôi đắn đo mãi mới gật đầu. Lúc mẹ quay người lại thì vô tình đối mặt với Hoàng. Anh nhìn mẹ tôi, lịch sự cúi đầu. Mẹ tôi không trả lời lại anh, chắc có lẽ giờ phút này khó nói quá nên không biết nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Sau khi mẹ tôi đi khỏi, Hoàng lặng lẽ rời đi ngay sau đó. Tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Không dám nghĩ xem vì sao mình lại như vậy. Thôi thì như vậy cũng tốt, việc anh đến đúng lúc để tiếp máu cho Hiếu, tôi rất biết ơn anh. Còn quá khứ kia, tôi không thể nào gạt bỏ được. Trong lúc chờ Hiếu chuyển về phòng bệnh thường, tôi ngồi chờ gần phòng hồi sức nhưng vì sốt ruột quá nên ngồi được một lát, tôi đứng dậy ra trước cửa phòng của con đang nằm. Bác sĩ không cho tôi vào. Nhìn qua cửa kính nhỏ, tôi có thể nhìn thấy con đang bị băng bó xung quanh một đống dây nhỏ rằng rằng lòng tôi lại quặn thắt vì thương con thằng bé mới hơn ba tuổi một chút con rất nhỏ nhưng lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầy đau đớn hai mắt của con nhắm nghiền làn da trắng hồng ngày nào chuyển sang màu xanh khi còn đang chăm chú nhìn con một bàn tay chạm nhẹ phía sau vai tôi mới đầu tôi cứ nghĩ đó là bác sĩ đến giục tôi về phòng chờ nhưng khi quay đầu lại tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của hoàng dưới ánh đèn khuôn mặt đó luôn luôn hoàn hảo như vậy trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình tuy nhiên ánh mắt hôm nay anh nhìn tôi lạ lắm giống như đem hết tất thầy sự dịu dàng mà anh có dồn vào ánh mắt đó tôi mua cơm rồi cô ra ăn đi không đói anh hoàng sao anh lại ở đây chứ em nghĩ tôi có thể yên tâm ra về khi con của mình đang nằm trong đó và chịu đau đớn sao câu nói của hoàng khiến toàn thân tôi chợt như bất động lúc này tôi bỗng thấy ánh mắt của hoàng đỏ lừ không khóc nhưng dường như anh đang vô cùng xúc động tôi lúng túng anh nói cái gì tôi biết là anh cứu con tôi tôi rất cảm kích anh vì điều đó nhưng việc đấy không có nghĩa rằng anh nhận vơ con của mình con của em cũng là con của tôi. Hiếu, Hiếu không phải là... Em định chối, nó không phải là con của tôi chứ gì. Em tưởng tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra con của mình sao? Chắc chắn thằng bé là con của tôi. Nghe đến đây sóng mũi tôi cay xè, mọi thứ cảm xúc như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Tôi rất muốn nói thẳng với anh rằng, phải, nó là con của anh đấy, thì làm sao? Chính anh năm xưa muốn tước đoạt đi mạng sống của con mình. Bây giờ anh lấy tư cách gì mà nhận con? Anh không có liêm sỉ à? Lời tôi chưa kịp nói ra thì một vị bác sĩ đi tới nhắc nhở. Đề nghị người nhà bệnh nhân ra ngoài phòng chờ. Nghe vị bác sĩ nói vậy tôi đành lén mọi cảm xúc xuống đáy lòng mà bước đi về phía trước. Vì giây phút này mọi việc đều không bằng sức khỏe của Hiếu. Sau khi tôi đi về phòng chờ, Hoàng lưỡng thững đi phía sau lưng tôi. Anh giống như dùng hết sự kiên nhẫn mà mình có để nhắc lại. Em ăn cơm đi không đói. Lúc này tôi mới phát hiện ra cách xưng hô của Hoàng dành cho mình thay đổi. Lần đầu tiên anh gọi tôi bằng em, lại trong hoàn cảnh chớ trêu này. Tôi trước sau vẫn một thái độ lạnh lùng. Tôi không ăn đâu. Hoàng không nói gì trực tiếp mở hộp cơm ra trước mặt tôi. Một người đàn ông cao cao tại thượng, vậy mà giờ không màng cả sĩ diện. Anh trực tiếp cầm thìa xúc một miếng cơm nhỏ, kèm một miếng thịt, đưa ra trước mặt tôi. Nào, há miệng ra đi. Tôi bị hành động này của anh làm cho kinh ngạc tới mức đờ đẫn. Tôi không biết vì sao Hoàng lại dùng sự kiên trì này dành cho tôi. Nếu là anh của ba năm trước, thì cho dù tôi có chết đói, anh cũng chẳng thèm bận tâm. Có phải là Hoàng đang cảm thấy hối hận về hành động năm xưa của mình, hay là một chút tử tế, bởi vì sau ba năm, tôi đã sinh cho anh một đứa con trai mặc dù đứa con này anh từng không mong muốn nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong quá khứ luôn khiến cho tôi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi sương mù dày đặc tôi phải dè dặt dò từng bước một vì chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu tôi cố gắng lạnh lùng nói từng chữ anh bị điếc à tôi nói rồi là tôi không ăn nhưng đây là cơm sườn mà em thích mà có vẻ như hôm nay ông chờ đi vắng nên anh ta mới kiên nhẫn được đến mức này. Tôi nhận thấy nếu như mình cố chấp, thì có người còn cố chấp hơn tôi. Cuối cùng tôi chủ động lấy hộp cơm từ tay của Hoàng, xúc một miếng lớn. Tôi ăn rồi, vừa lòng anh chưa? Hoàng không trả lời tôi nữa, khóe môi lại ánh lên một nụ cười. Có vẻ như nụ cười ấy bao năm vẫn vậy, vẫn có thể làm trao đảo người nhìn. Lúc này tôi mới cúi xuống nhìn suất cơm trên tay mình xem có gì, rồi chợt phát hiện ra các món ăn rất giống như hộp cơm trưa ở công ty hôm ấy. Chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Hiếu nằm trong phòng hồi sức đến tận sáng ngày hôm sau mới được truyền về phòng bệnh. Cả đêm ấy tôi nằm co cắp ở phòng chờ. Trời mùa đông, ban ngày lạnh, đến đêm lại càng lạnh hơn. Nhưng có lẽ vì quá mệt, tôi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cho đến khi giấc mơ kinh hoàng, tái hiện lại sự việc buổi sáng một lần nữa, lại chập tròn trước mắt của tôi khiến cho tôi phải giật mình thức giấc. Lúc mở mắt ra tôi thấy tay của Hoàng khựng lại trước ngực của tôi. Tôi nhíu mày hỏi. Anh định làm cái gì? Thế em nghĩ xem tôi muốn làm gì? Đồ, đồ biến thái. Ơ ừ, hay, tôi vừa mới đắp chăn cho em. Đang định giơ tay lên thì em mở to mắt ra nhìn tôi. Xem ra ba năm qua, em thiếu thốn quá nhở. Anh đừng có mà thần kinh vừa thôi. Nói câu nào giống như người mất hết liêm sỉ. Người ta bảo thiếu cái gì thì luôn luôn nghĩ về cái đó. Ờ, thế không phải sao? Tôi phải thừa nhận 3 năm trước hay 3 năm sau thì tôi vẫn luôn thua anh trong khoản này. Cuối cùng không cãi lại được, tôi tức quá hóa giận, không thèm trả lời anh ta nữa, xoay người quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng suốt từ lúc đó cho đến buổi sáng, tôi không tài nào ngủ say được nữa, giấc ngủ chập chờn và hay bị giật mình. Năm giờ sáng tôi mệt mỏi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, tát nước xối xả vào mặt cho tỉnh táo. Sau đó đi đến gần phòng hồi sức và chờ đợi. Lúc này tôi không thấy Hoàng đâu, tôi nghĩ bụng chắc là anh ta cũng về rồi. Đang ngồi chờ đợi thì cánh cửa phòng hồi sức mở ra, tiếng lạch cạch vang lên. Hiếu nằm trên giường được các cô y tá đẩy ra, tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía con, một vị bác sĩ căn dặn. Bệnh nhân được về phòng, sức khỏe ổn định, nhưng mẹ nhớ sát trùng sạch sẽ mới được vào thăm con đấy nha. Thuốc sắp hết tác dụng, thằng bé quấy khóc lắm đấy. Nên mẹ càng phải lưu ý để chấn an tinh thần cho con. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Bà bác sĩ ơi cho em hỏi, nhà mình còn phòng trống theo phòng yêu cầu không ạ? À? Em muốn đặt phòng theo yêu cầu cho bé. Phòng theo yêu cầu được bố bé đặt rồi, nên mẹ bé cứ yên tâm. Bố bé còn thuê riêng một cô hộ lý chăm sóc, thế nên cứ yên tâm nhé. Nghe vị bác sĩ nói vậy, tôi ngơ ngác mất vài giây, rồi mới gật đầu xin phép bác sĩ để về phòng với con. Lúc tôi bước vào trong, thì hiếu tỉnh rồi, vừa nhìn thấy tôi, thằng bé thều thào gọi tôi. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đây mẹ đây, hiếu của mẹ, con có cảm thấy đau chỗ nào không con?" "Dạ không, con làm cho mẹ lo à mẹ?" "Trời ơi, trái tim của tôi như quặn thắt." đứa con bé bỏng của tôi ngay khi vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng với một cuộc phẫu thuật đau đớn vậy mà còn nghĩ cho cảm xúc của tôi sao sống mũi cay xè hai mắt đỏ hoe phải khó khăn lắm tôi mới ngăn không cho nước mắt rơi xuống tất nhiên là mẹ phải lo cho con vì con là tất cả của mẹ nếu hiếu không muốn mẹ lo lắng thì phải nhanh chóng khỏe mạnh nhé vâng ạ con biết rồi hai mẹ con tâm sự nói chuyện với nhau thì hiếu lại thiêm thiếp ngủ chắc do con đang còn rất mệt ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con nhìn đống dây dợ máy móc xung quanh con mà ruột gan của tôi như bị ai đó chặt ra từng khúc họa ra chẳng có gì đau đớn bằng tận mắt chứng kiến con mình phải chịu đau đớn mà mình không thể nào làm gì khác con ngủ được một lúc đột nhiên lại khóc ré lên tiếng khóc của con xé cả tâm can người mẹ chắc là thuốc đã hết tác dụng tôi nắm chặt lấy bàn tay của hiếu mẹ đây mẹ đây con làm sao thế mẹ thương mẹ ơi con đau lắm cho dù con mạnh mẽ có ngoan ngoãn có hiểu chuyện thế nào thì chỉ là một đứa trẻ lên ba khi vui thì cười khi đau thì khóc làm sao mà chịu được vết thương quá đau đớn này tôi nhìn con mà không biết phải làm sao chỉ biết an ủi động viên con con ngoan, con cố chịu một lúc. Mẹ thương con, thương con nhất trên đời. Một lúc nữa thôi là hết đau rồi, con cố gắng lên. Con nghe tôi nói như vậy chỉ xuôi xuôi được một tí, rồi lại khóc lớn hơn. Nhìn con gồng mình quằn quại trên chiếc giường mà tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Giá như bản thân tôi có thể thay đổi tất cả mọi chuyện. Trong lúc tôi đang không biết làm sao, thì Hoàng đột nhiên bước vào, trên tay của anh còn cầm theo một đống đồ bao gồm cả đồ chơi của con anh chạy đến nắm lấy bàn tay còn lại của con luống cuống con ngoan cố gắng chịu đau một chút bố có mua rất nhiều đồ chơi cho con con cố gắng lên nhé dường như con đau vật vã quá khiến cho hiếu không còn quan tâm được những lời ai nói nhìn con khóc mà tôi khóc theo con có điều ở đối diện tôi từ trên bàn tay của con bỗng thấy từng giọt nước đang rơi xuống từng giọt từng giọt trong suốt. Tôi không biết là mình có nhìn nhầm hay không, không biết có phải Hoàng đang khóc. Nhưng tâm trí của tôi lúc này không thể nghĩ ngợi được gì nhiều. Trái tim của tôi tan vỡ theo từng tiếng khóc của con. Qua một lát tôi thấy Hoàng rút điện thoại gọi cho ai đó. Nói vài câu, nhưng độ 10 phút sau trường khoa có mặt. Trường khoa khám sơ qua cho Hiếu, rồi sai y tá lấy thuốc giảm đau. Uống thuốc xong, thằng bé vẫn khóc thêm một chút. Đến khi thuốc có tác dụng thì lại thiêm thiếp vào giấc ngủ. Căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Hoàng. Chúng tôi ngồi song song hai bên, ở giữa là con đang nằm. Tôi chăm chú nhìn con một hồi, rồi vô thức rời ánh mắt di chuyển đến gương mặt của anh. Anh đang nhìn hiếu, ánh mắt như chứa cả bầu trời yêu thương trong đó. Bất kể quá khứ có xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn ánh mắt của anh lúc này, tôi không thể phủ nhận dường như tình yêu đó xuất phát từ sự chân thành thậm chí chân thành đến mức suýt chút nữa khiến tôi quên hẳn bản hợp đồng phá thai những ngày tiếp theo sức khỏe của hiếu hồi phục rất tốt nhờ mối quan hệ của hoàng mà hiếu còn được giám đốc bệnh viện hỏi thăm rất tận tình hoàng ngày nào cũng đến thăm hiếu tôi chẳng biết anh nói gì với con mà hiếu luôn miệng gọi anh là bố mỗi lần thấy anh xuất hiện con vui lắm vì con đang bệnh như thế nên tôi không nỡ chặt đứt đi niềm vui của con mà kể cho hai bố con anh chơi đùa cùng với nhau tuy nhiên tôi luôn phủ nhận nói với hiếu rằng không phải hoàng là bố của con dù tôi biết sự thật thế nào thì anh là người rõ nhất những lúc hoàng ở đây tôi không nói với anh một câu thừa thãi vẫn trước sau một thái độ lạnh lùng có lúc tôi còn cố tình nói rất nhiều câu quá đáng với hoàng tôi cảm thấy bản thân mình không nên làm như vậy dù ly hôn nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn một đứa con chung vĩnh viễn không thể chặt đứt hết tất cả mọi thứ có điều tôi sợ sợ thường xuyên gặp anh thường xuyên nói chuyện với anh tôi sẽ động lòng quá khứ kia tựa như một vết sẹo khắc sâu vào trong trái tim của tôi chỉ cần mỗi khi nhớ đến giây phút tôi từng trải qua muôn vàn đau khổ là lồng ngực của tôi lại căng cứng Cuối cùng tôi chỉ còn cách trốn tránh, cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi. Vết xe đổ mục nát kia, tôi không muốn dựng lại nữa. Buổi tối hôm ấy Hoàng mang cháo tổ yến cho Hiếu, còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Anh sắp đồ ăn trên bàn rồi nói. Em ngồi xuống ăn cơm đi. Tôi không ăn đâu. Mẹ ơi, mẹ ăn cùng với bố cho vui. Cả nhà mình cùng nhau ăn cơm đi à? Con muốn như thế, tôi không biết hoàng có dạy gì với con sau lưng tôi hay không mà dạo này hiếu có những câu nói giống như kiểu muốn gắn kết chúng tôi lại với nhau mà tôi thì không nỡ lòng nào từ chối con nên đành đồng ý hoàng lúc này cười rồi lên tiếng nói với tôi nói thật là tôi không muốn ép em đâu nhá nhưng con trai của tôi nói chắc chắn em phải nghe ai là con trai của anh hiếu ý, là con của một mình tôi hoàng không thèm trả lời tôi anh trực tiếp hỏi con Hiểu là con trai của bố Có đúng không nhở Dạ vâng Con là con trai của bố Hoàng Thấy chưa Em nghe thấy con nói gì chưa Này Bây giờ tôi mới biết Anh mật dày đến như vậy đấy Nói xong nhưng tôi đành phải miễn cưỡng Ngồi cùng với Hoàng Ăn hết một bữa cơm Giống như là một chuyện gượng gạo Nhưng mà tôi lại cảm thấy trong lòng Có chút vui vui tối nay bố ngủ ở đây cùng với con nhé vì phòng này là phòng đuôi hai giường một giường hiếu nằm giường còn lại tất nhiên là tôi nếu hoàng ngủ ở đây thì bắt buộc phải nằm cùng với tôi tôi không thể nào cho phép điều đó xảy đến tuy nhiên tôi không phản kháng kiểu kiên quyết bởi vì sợ hiếu buồn tôi lên tiếng nói tránh đi không được đâu con trai à bố của con rất bận không thể ngủ lại qua đêm được hơn nữa con xem giường ở đây Tôi còn chưa nói hết câu Thì Hoàng lên tiếng cắt ngang Đúng là bố bận thật Nhưng mà tối hôm nay bố rảnh lắm Hoàn toàn có thể ngủ lại được với con Tôi trường mắt quay sang nhìn Hoàng Bàn chân vô thức dẫm mạnh một cái vào chân của anh ta Nhưng anh ta không kêu đau đớn gì Sắc mặt trước sau vẫn như một Hoàng nói thế rồi nên tôi không tiện từ chối trước mặt con Đợi sau khi Hiếu ngủ rồi Tôi mới kéo tay anh ra khỏi phòng Tức giận Này, anh đừng có mà được nước làm tới tôi mà được nước làm tới á phải lẽ ra lúc con đề nghị ngủ lại anh phải từ chối anh biết thừa là giường chỉ có một chiếc tôi và anh từng ly hôn nên chuyện gì cũng phải rõ ràng với nhau tôi đồng ý cho anh qua lại với con trong thời gian này tất cả là vì tôi đặt cảm xúc của con lên trên tất cả nhưng không có nghĩa anh được đi quá phận của mình tôi nói ra một chàng hoàng nghe xong liền đưa tay ôm eo tôi ép tôi nép vào lòng của anh và ngừng mặt lên đón ánh mắt của anh. Tôi hứa với con là tôi ngủ lại, nhưng tôi đâu có nói rằng tôi ngủ trên giường chứ. Nghe Hoàng nói như vậy tôi mới nhớ ra, lập tức cứng miệng không biết trả lời thế nào. Rồi rất nhanh tôi đẩy anh ra khỏi người mình, tôi gượng gạo chống chế. Ờ, thì sau này anh cứ đóng tốt vai người bố của mình là được, còn không cần phải đóng tốt vai người tử tế với tôi mà còn nữa tôi hy vọng sau này con xuất viện và hồi phục anh có thể nói với con một lý do như là anh phải đi làm ăn xa không thể nào đến thăm con thường xuyên được thực lòng tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh đâu hoàng nhìn tôi trong ánh mắt của anh hẳn lên tia đau đớn một người mạnh mẽ và dứt khoát như hoàng vậy mà ngày hôm nay phải hít một hơi thật sâu mới có thể nói chuyện với tôi chuyện quá khứ của chúng ta tất cả đã qua nhưng em có thấy mình quá đáng khi chỉ vì cảm xúc của cá nhân mà em bắt con không được trọn vẹn tình yêu thương của cả bố và cả mẹ không em lại còn bắt tôi nói dối con sao quá đáng sao anh cũng có tư cách để nói ra câu này với tôi sao nếu nói về quá đáng thì anh phải nghĩ đến bản thân của anh mới đúng ngay từ đầu là ai không muốn sự tồn tại của con đúng là ngay ngay từ đầu em và tôi không muốn có con với nhau nhưng mà hoàng chưa nói hết câu tôi đau khổ cắt ngang tôi không muốn cổ họng phải phát ra hai từ phá thai nhưng tôi phải nhắc lại cho anh nhớ mình đã từng làm cái điều gì tồi tệ bởi vậy anh mới gửi cho tôi bản hợp đồng phá thai đó có đúng không cả người hoàng chợt trở nên bất động và cứng nhắc gương mặt dần trở nên u ám hàng lông mày bất giác cau lại ánh mắt kinh ngạc thất thần có phải là anh đang nhớ lại sai lầm năm đó nên mới có thái độ này nhưng tại sao lại giống như một người lần đầu nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa qua một lát sau anh mới lên tiếng hợp đồng phá thai sao em nói là tôi gửi cho em bản hợp đồng phá thai ư thế chả nhẽ anh quên nhanh như vậy sao mới có ba năm thôi anh quên là chính anh nhờ cô nhân tình bé nhỏ của mình mang đến thỏa thuận ly hôn và hợp đồng phá thai cho tôi ký à tôi đã hy vọng biết bao nhiêu khi gọi điện cho anh tôi chỉ mong anh bảo rằng là không có bàn hợp đồng nào vậy mà chính anh chính anh ừ với tôi còn gì tôi nói với cô là tôi không gửi bàn hợp đồng nào phá thai hết thậm chí tôi còn không biết là cô mang thai nếu như tôi biết em mang thai tôi không bao giờ đồng ý ly hôn bàn hợp đồng tôi gửi đến cho em hôm đó là hợp đồng sang tên lại căn chung cư và một số tài sản cho em. Mà còn nữa, người tôi sai mang đến cho em là trợ lý của mình. Tại sao có thể là cô nào cô nào ở đây? Tôi nghe Hoàng nói tựa như một tia sét đánh trúng thân thể của mình, cả người tôi khẽ run lên. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng nghe anh nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, tại sao tôi cứ cảm thấy mông lung? Bởi vì quá khứ anh gây ra cho tôi quá nhiều tổn thương nên tôi chưa thể nào tin được những lời này tôi không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật bao nhiêu phần trăm là giả dối tôi chậm rãi đáp làm sao tôi có thể tin được anh chứ vậy là em thà tin người ngoài chứ không chịu tin tôi bởi vì từ lúc biết anh tới giờ tôi không biết đâu là thật đâu là giả dối chỉ cần em muốn nghe thôi thì câu nói đó chính là sự thật em nói đi phải làm sao thì em mới chịu tin tôi. Thấy tôi im lặng, anh đưa tay mình túm lấy tay tôi. Anh cúi thấp đầu. Có lẽ anh phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn suốt ba mươi mấy năm trong cuộc đời để giải thích với tôi thêm một lần nữa. Tôi thật sự không gửi cho em bàn hợp đồng phá thai nào. Trong mắt của em, tôi có thể là một tên xấu xa, nhưng tôi không xấu xa đến mức tước đoạt mạng sống của con mình. Tôi đồng ý với em là ngay từ đầu, Tôi không muốn có con về Nhưng một khi có rồi Thì nó là con của tôi Tôi nhất định phải yêu thương con của mình Và tôi Tôi sẽ chứng minh cho em thấy Chứng minh sao Chứng minh làm gì khi tôi và anh Hoàn toàn kết thúc Cho dù bàn hợp đồng đó không phải anh gửi tới Thì cũng chả có kết cục khác Chúng tôi không thể nào thay đổi câu chuyện Giống như một câu chuyện cổ tích càng nghĩ tôi càng cảm thấy lòng mình rơi vào hoang mang vô tận tôi không biết rõ chính xác cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào chỉ cảm thấy mệt mỏi tôi chỉ muốn nghỉ ngơi muốn suy nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện đúng lúc tôi không biết phải trả lời thế nào thì tiếng gọi của hiếu vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của chúng tôi mẹ ơi mẹ ơi tôi vội vàng chạy vào trong phòng với con thấy con mắt đang còn nhắm nhưng liên tục gọi mẹ hình như con đằng nằm mơ thấy một giấc mơ gì đó không được đẹp tôi nhẹ nhàng đưa tay vỗ về thồn thức của con phải mất một lúc sau con mới yên lặng ngủ tiếp đêm đó tôi nằm xoay ngang xoay dọc mái chẳng thể nào yên giấc những lời hoàng nói cứ văng vẳng trong tâm trí của tôi tự nhiên tôi còn thấy tâm của mình bị sao động cảm giác bức tường kiên cố tôi đã mất công xây dựng để ngăn khoảng cách giữa chúng tôi lại bị anh phá bò một phần tôi chợt nhận ra cái lý do duy nhất để bức tường ấy không sụp đổ chính là chuyện anh có vợ mới chỉ là tự nhiên tôi thấy buồn cho con tôi thở dài nhìn ra ngoài ra nhìn màn đêm mênh mông và vô tận trời không trăng không sao chỉ có những cơn gió lạnh bị ngăn lại bởi lớp kính cửa trong suốt hiếu nằm ngủ rất ngoan còn tôi hết quan sát con lại nhìn ra ngoài trời cuối cùng lại lật đật đi rót một cốc nước để uống. Lúc này tôi mới phát hiện ra Hoàng đang ngồi ở chiếc ghế trước cửa phòng, gương mặt vốn dĩ thanh cao lạnh lùng, giờ lại chất chứa đầy vẻ đau thương. Tôi đứng một lúc nhìn anh, sau đó lặng lẽ, quay trở về giường nằm. Cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu, tôi mới thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy bữa sáng hai mẹ con được chuẩn bị đầy đủ trên bàn. Hoàng chắc chắn đã rời đi. Tôi đi vệ sinh cá nhân cho mình và con xong. Tầm 8 giờ, các bác sĩ trường khoa đến thăm khám cho Hiếu. Bác sĩ còn khen trộm vía Hiếu hồi phục rất tốt. Thế này chẳng mấy ngày nữa là được xuất viện về nhà. Sau khi bác sĩ trường khoa đi rồi, không được bao lâu, thì bỗng dưng từ ngoài, có một cô gái tay sách theo một giò trái cây, bước vào. Tôi nhìn cô gái này có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Cô gái này nhẹ nhàng lên tiếng em chào chị em tên là phương vợ sắp cưới của anh hoàng em nghe anh hoàng nói cháu hiếu nằm viện mà hôm nay em mới có thời gian tới thăm cháu em có thể vào trong được không tôi nhìn cô ta một người phụ nữ có làn da rất trắng dáng người thanh mảnh từ đầu đến chân đều mặc đồ hiệu tất nhiên tôi chẳng ngày nào từ chối mà gật đầu nói mời cô vào trong cô ta đặt sò quà trên bàn sau đó đi đến chỗ hiếu nở một nụ cười rất tươi, hỏi han con vài câu rất nhẹ nhàng, sau đó cô ta nhìn sang tôi. "Cháu bao giờ thì được xuất viện hả chị?" "Bác sĩ khám sáng nay, chắc là tầm 2-3 ngày nữa." "Dạ, thế thì mừng quá chị ạ." À. "Mấy lần anh Hoàng có rủ em tới đây thăm con cùng với anh ấy, nhưng vì bận nên toàn để anh ấy đến một mình. Hôm nay em đến đây thấy hiếu khỏe thế này, em cũng yên tâm." thực ra hiếu nhà tôi truy là một đứa trẻ lên ba nhưng con nhận thức rất tốt rất hiểu những gì mà người lớn nói với nhau mấy ngày nay con thường xuyên được ở bên bố tôi thấy con đặt rất nhiều tình thương dành cho bố mà giờ phút này cô ta cứ mở miệng một câu anh hoàng hai câu anh hoàng tôi sợ con biết chuyện sẽ buồn nhất là khi con đang bệnh thế này tôi trả lời qua loa cho nhanh chóng kết thúc câu chuyện cảm ơn cô dạ vâng Thực ra anh Hoàng Bảo anh ấy không còn muốn liên quan đến chị đâu, nhưng mà không ngờ bé Hiếu xuất hiện, anh ấy mới buộc phải đến đây gặp mặt chị. Tôi không biết nghe những lời này, trái tim của mình chính xác là có cảm giác gì, chỉ biết cổ họng chỉ toàn mùi vị đắng chát, đáy lòng vừa đau nhức giống như con tim có hàng ngàn cây kim âm ỉ cắm sâu vào trong đó. Tôi khó chịu nhưng không biết phải làm sao. Nhưng lúc này thứ tôi quan tâm hơn tất cả chính là cảm xúc của con. Cuối cùng tôi nói với cô ta. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Nói xong tôi đứng trước, bước đi trước, còn cô ta lững thững cầm túi nước theo sau. Ra tới hành lang cách phòng một đoạn, tôi dừng chân lại và nói một cách rõ ràng. Cô Phương này, việc hôm nay cô tới thăm con trai tôi, tôi rất cảm ơn cô. Còn tôi nghĩ cái chuyện của cô và anh Hoàng, cô không cần thiết phải nói ra với tôi. Bởi vì chúng tôi kết thúc rồi, Tôi không muốn nghe mấy lời thừa thãi, đặc biệt là trước mặt con trai của tôi. Chị Linh à, thực ra em không muốn nói rõ ra như vậy, nhưng cũng là phụ nữ chắc là chị hiểu tâm trạng của em. Em là người đến sau, tất nhiên ấy, em có một nỗi sợ khi mà chồng sắp cưới của mình thường xuyên gặp lại người cũ. Em thì em không sợ anh Hoàng phản bội em, bởi vì em cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho em. Có điều chị biết rồi đấy, đàn ông dễ bị cám dỗ lắm nhất là khi có sự tồn tại của bé hiếu lại càng tác động lên ý của cô là gì ý của cô là cô sợ tôi rũ rỗ hoàng sao nếu như cô tự tin về tình yêu của anh ta dành cho mình thì chắc chắn cô không nên sợ hay là cô sợ tình yêu giữa hai người không đủ lớn <laughs> anh hoàng là người yêu của em em không cần một cuộc hôn nhân ép buộc nào để anh ấy phải cưới mình để em vượt qua được mặc cảm bình người cũ như chị ý. Anh ấy phải mất gần 2 năm để chứng minh tình yêu của em. Thì em mới đồng ý đấy. Em dáng khẳng định trong lòng anh ấy bây giờ chỉ có mình em mà thôi. Nhưng chẳng qua, cùng là phụ nữ nên ai cũng sợ có người khác chen chân vào hạnh phúc của mình thôi. Nếu vậy thì hai người cứ như vậy mà kết hôn đi. Còn tới đây gặp tôi và con tôi làm gì? Tôi thấy cô đúng là rảnh rang quá rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 để rồi xem liệu rằng cu Hiếu có chuyện gì xảy đến với tính mạng của mình hay không và liệu rằng Hoàng có xuất hiện để truyền máu cho con trai của mình. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào tối ngày mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngọt. Xin chào và hẹn gặp lại.